Nhân đạo chí tôn chương 2361, Thái Hoàng xuất quan, 2. Thất khiếu hỗn độn thần nhân bảo ta đứng đây, xem ra cũng là đợi trận quyết chiến này. Tại sao mãi không hạ lệnh cho ta xuất kích? Tình hình của thiên giờ có chút không ổn. Thiên không phải cũng là thuộc hạ của hắn hay sao? Lẽ nào ngồi yên nhìn thiên bị tán linh và đế phần thiên luyện chết, đột nhiên hắn có cảm ứng đặc biệt, không khỏi sửng người rồi mừng húng. Một ta khác chết rồi lạ thật đúng là lạ thật bản lĩnh của hắn mạnh như vậy sao đột nhiên lại chết đúng rồi hắn tự tử thoát thân ý thức trở về luân hồi thánh địa luân hồi trùng sinh ha ha đừng hòng nhân lúc này lấy mạng ngươi ngươi luân hồi tái sinh trong thời gian ngắn sẽ yếu hơn trước rất nhiều đây là cơ hội tốt để ta thôn vệ luyện hóa ngươi vị luân hồi thánh vương này nôn nóng định trở về luân hồi thánh địa đột nhiên người cứng đờ dừng bước thấy thất khiếu hỗn độn thần nhân tiến lại nhìn chiến trường phía xa thất khiếu hỗn độn thần nhân và hắn có hỗn độn khế ước hắn cũng không dám làm trái lại giao hẹn chỉ đành kìm nén đợi mệnh lệnh khác khác với tương lai mà ta thấy thất khiếu hỗn độn thần nhân không hạ lệnh cho hắn vào chiến trường lẩm bẩm với ngữ khí khó hiểu tại sao lại khác rõ ràng lúc này thái hoàng đã thua rồi tổ đình đã bị phá rồi luân hồi thánh vương không dám nói nhiều trong lòng nôn nóng bất an chỉ hận không thể gắn cánh vào bay tới luân hồi thánh địa nuốt chửng hắn ở đó. Nhưng kết cục của trận chiến này chắc vẫn như trước chứ, thất khiếu hỗn độn thần nhân nói nhỏ. Chi tiết tuy có thay đổi nhưng luân hồi thánh vương vẫn thoát khỏi vòng vây, luân hồi đại đạo ảo diệu vạn phần, hắn có thể dựa vào luân hồi đại đạo nhanh chóng luân hồi trùng sinh, rồi dựa vào luân hồi đại đạo tiếp dẫn hắc bạch nhị đế tới đạo giới luân hồi. Hắc bạch nhị đế tham chiến, kết cục sẽ không khác gì với tương lai ta thấy luân hồi thánh vương định nói rồi lại thôi thất khiếu hỗn độn thần nhân thản nhiên nói ngươi muốn thôn phệ một ngươi khác ngươi không làm được đâu cho dù hắn luân hồi trùng sinh thì với bản lĩnh của ngươi ngươi cũng không thể thôn phệ hắn tương lai ta thấy thì ngươi bị hắn thôn phệ luân hồi thánh vương kêu lên ta chết thất khiếu hỗn độn thần nhân gật đầu lạnh lùng nói nhưng lần này ngươi sẽ không chết lần này của không thể nào thần quan quanh người hắn lay động rõ ràng đang kinh ngạc tới mức không thể giữ vững tâm thần luân hồi thánh vương cũng nhìn về phía thiên đình sắc mặt biến đổi trong thiên đình thiên đế vô song xuất quan ra khỏi luân hồi thiên cầu cuối người nhìn xuống chiến trường thái hoàng xuất quan rồi luân hồi thánh vương thất thanh lẽ nào hắn chuẩn bị liều mạng chiến đấu nguy rồi hắn tới thẳng khu thứ bảy luân hồi thiên đạo hữu nguy hiểm thần nhân chỉ có ngươi mới ngăn được hắn không kịp rồi thất khiếu thần nhân mặc kệ chỉ kêu lên tại sao lại tới khu thứ bảy luân hồi tại sao không tới đạo giới luân hồi lựa chọn của hắn khác hoàn toàn với tương lai khu thứ bảy luân hồi tầng trời thứ mười tán thiên trường sinh đế đột nhiên có cảm ứng vội ngẩng lên nhìn thấy mấy trăm cây thánh dược bay ào ào tới bất giác mừng rỡ không nghĩ được nhiều lập tức dẫn hết chúng tới thôn vệ luyện hóa hắn cùng thiên và tuấn nguyệt thần vương bị vây khốn trong tán khu đế phần thiên và tán linh thần vương dẫn 800 đại đế và vô số thần ma trong tán khu bao vây ba người họ tuấn nguyệt thần vương đã bị đánh chết còn hai người họ thì ai cũng bị thương là một trong tam đại thánh địa của khu thứ bảy luân hồi thái hoàng rất coi trọng luân hồi tán khu 800 vị đại đế trong tán khu đều là tinh nhuệ trong các đại đế đế phần thiên và thần vương thực lực thuộc tầng thứ thái của thần vương hơn nữa còn là thuộc hàng đầu. Để kích sát thiên và trường sinh, những đại đế này đã nhiều lần dùng tới đại nhất thống thần thông, 49 thiên đạo của thiên cũng không đỡ nổi, nhiều lần bị trọng thương. Trường sinh đế cũng nhiều lần hiện linh căn chi thân, nhưng vì từng bị đại tội đánh vỡ một lần, cũng không địch lại được. Giờ đột nhiên có mấy trăm cây thánh dược bay tới, trường sinh đế lẽ nào lại không mừng. Thông vệ mấy trăm cây thánh dược này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, cho dù không có mấy chục cây thánh dược trong tay đại toại thì chiến lực của hắn vẫn có thể tăng tới tầng thứ của thiên. Trường sinh đế vừa nuốt mấy trăm cây thánh dược, đột nhiên một bàn tay to lớn xuyên qua trùng trùng trận pháp do tán linh và đế phần thiên tạo thành, bóp lấy cổ hắn, dùng lực bẻ, trường sinh đế kêu lên thảm thiết, thân bất do kỷ hiện ra bản thể linh căng, rồi đón hắn là một vị thiên đế vĩ đại, há mồm ra, rõ ràng đang định ăn hắn, thái hoàng, trường sinh đế hết lên như muốn vỡ phối ngươi không được ăn ta. Ta có độc, vị thiên đế xuất hiện trong khu thứ bảy luân hồi chính là Trung Nhạc, vừa xuất quan lập tức từ thiên đình tới thẳng khu thứ bảy luân hồi. Mấy trăm cây thánh dược trường sinh đế nuốt cũng là do hắn thích phóng, cố tình tặng cho trường sinh đế luyện hóa. Trường sinh đế vốn là vạn thánh linh căng, một cây linh căng vỡ ra biến thành hàng vạn loại thánh dược. Mỗi loại thánh dược đặc tính lại khác nhau. Trong đó cũng có loài có độc như trường sinh đế nói, có thể độc chết đại đế, nhưng chung nhạc căn bản không bận tâm, nhét trường sinh đế đang la hét vào mồm rồi nuốt xuống. Bên cạnh, thiên nổi da gà, nếu không phải trận pháp tán linh và đế phần thiên cùng 800 đại đế quá kiên cố thì hắn đã bỏ chạy rồi, càng xa càng tốt. Chung nhạc nuốt chững trường sinh đế, đột nhiên quỳnh một tiếng phá không lao đi, giọng nói từ xa sôi vọng lại. Tán linh, đế phần thiên, đây là tán thiên, các ngươi đừng phụ danh tiếng của nơi này mai táng thời đại thần kỷ cho trẫm táng linh thần vương đế phần thiên và chư đế cùng với vô số thần ma tinh thần phấn chấn tiếng thét tựa sấm đại trận càng thêm mạnh mẽ tấn công thiên các ngươi không giết được ta đâu thiên hét lớn gắng sức chống đỡ bị trận pháp làm cho thổ huyết liên tục tương lai các ngươi đều chết trong trận chiến này còn ta sống sót cuối cùng trong trận quyết chiến ta và khởi nguyên đạo huynh giết thái hoàng máu hắn bắn tung tóe tiếng nói vang vọng Thái Hoàng không hạ thủ giết ta, thật ra hắn rơi vào nguy hiểm, hắn căn bản không có khả năng giết ta mà là mượn tay các ngươi. 800 đại đế bọn tán linh thần vương coi như không nghe thấy gì, trận pháp cuồn cuộn nhấn chìm thiên. Lúc này, trong đạo giới chi môn, hắc bạch nhị đế vẫn bị nhốt bên trong, không thể ra ngoài. Đột nhiên hai người lộ hỉ sắc, thân hình biến mất khỏi đạo giới, xuất hiện trong đạo giới luân hồi. Hai vị đạo huynh, việc không thể chậm trễ luân hồi thánh vương cũng đã hồi sinh từ luân hồi thánh địa vẫn còn chút hư nhược quyết đoán nói khởi nguyên đạo huynh và tứ diện thần bị vây trong tổ đình mong hai vị đạo huynh ra tay công phá tổ đình hắc bạch nhị đế hai hợp một hai giọng nói cùng vang lên khởi nguyên đạo huynh và hỗn độn đạo huynh thê thảm như vậy thì cũng thật lạ thật hiếm thấy nhưng lần này hai vị đạo huynh không cần lo lắng trận chiến này có bọn ta đây phần thắng nắm chắc trong tay rồi hai người biến thành hai tia sáng trắng đen lao thẳng về tổ đình, luân hồi thánh vương cũng vội vàng theo sau, định hợp lực phá đệ nhất sát trận của tổ đình, bạch đế cười. Đạo giới hoàng chỉnh phi phàm, giờ thực lực của ta có lẽ không hề thua kém thái hoàng. Đây mới là cảnh giới đạo thần thực sự, hắc đế trầm giọng nói. Bạch đế đạo huynh đừng quá khen. Thái hoàng đúng là có bản lĩnh, năm xưa đã hơn chúng ta rất nhiều, truy sát chúng ta từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ tới tương lai. Giờ chúng ta chỉ là dựa vào luân hồi đại đạo của luân hồi thánh vương tạm thời thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, vẫn chưa phải đạo thần chân chính, còn thua kém hắn một phần, bạch đế cười ha ha. Ta và ngươi đấu một đời, không ngờ cũng có cơ hội liên thủ. Chúng ta một đối mục với Thái Hoàng thì không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta hợp thể liên thủ thì Thái Hoàng không phải địch thủ của chúng ta, hắc đế gật đầu. Thái Hoàng Thái Hoàng, phía trước luân hồi khổng lồ chuyển động uỳnh uỳnh đó là bác đạo luân hồi hình thành từ luân hồi đại nhất thống thần thông vô cùng bá đạo trực tiếp từ trên người ba người đè xuống ba người chỉ kịp thấy trong bác đạo luân hồi là thân ảnh của thái hoàng bọn họ bay thẳng từ phía trước hai đoàn nhân mã tốc độ cực nhanh nháy mắt đã vút đi không biết bao xa hai bên đều không kịp hạ thủ với đối phương ba người luân hồi thánh vương đều sững người hắc bạch nhị đế toàn thân toát mồ hôi thầm nghĩ may mắn thái hoàng cũng không thấy chúng ta thấy rồi cũng không kịp ra tay, bạch đế thở vào, cười. Hắn không bế quan đối phó hỗn độn khế ước và đạo quan của đạo giới mà chạy ra đây. Nhìn kiểu vội vàng đó hình như tới đạo giới, lẽ nào chê sống lâu quá rồi, hắn đột nhiên chợt hiệu, sắc mặt kịch biến, kêu lên. Không phải hắn tới đạo giới mà tới đạo giới luân hồi. Hắn muốn cứu người đó, hắc đế và luân hồi thánh vương đều giật mình, hắc đế gằn giọng, tuyệt đối không được để hắn giải trừ cạm bảy đạo thần cứu kẻ đó ra chúng ta đi luân hồi thánh vương sắc mặt tái mét lẩm bẩm không kịp không kịp nữa rồi thái hoàng đã tới đạo giới luân hồi ta cảm nhận được hắn đang động tới luân hồi đại đạo ta để lại trong người kẻ đó đi chúng ta đi mau cứu khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần trước rồi tính nếu không kẻ đó được thả ra có hắn và thái hoàng chúng ta sẽ chết hết ở tổ đình ba người lao phút đi trong đạo giới luân hồi chung nhạc đứng trên khoảng rộng trong thánh địa luân hồi đại đạo uỳnh huynh chuyển động cắt vào đạo giới sư huynh vẻ mặt hắn bình tĩnh nói còn không tỉnh lại ta cần huynh trong đạo giới chi môn thân ảnh của một trung niên nam tử hiện ra thân ảnh dần dần rõ lên cánh cửa mở ra hắn bước ra ngoài sư đệ sư huynh hai người chào nhau Trung nhạc gần như không thể áp chế đạo quan của đạo giới, đạo giới quá gần, khi hắn bay trong luân hồi đại đạo thì uy năng của đạo quan đạo giới cũng tăng lên, hắn nói nhanh. Không cần nói nhiều, mau tới tổ đình, phong hiếu trung gật đầu, trời đi, ngươi yên tâm, có ta đây, tiếng hắn từ xa vọng lại. Ngươi không đi cùng sao? Ta thấy trong cơ thể ngươi có tầng tầng linh quan, chắc ngươi đã ăn một cây linh căng, lẽ nào là trường sinh đế? ngươi ăn hắn nâng cao nhục thân, áp chế hỗn độn khế ước. Ngươi hiện giờ chỉ cần không gặp phải Luân Hồi Thánh Vương thì sẽ không có gì đáng ngại. Ta sẽ giúp ngươi giết Luân Hồi Thánh Vương, ngươi có thể yên tâm ra tay." Chung Nhạc lắc đầu, tiếng từ xa vọng tới. "Sư huynh đi trước, ta có vài điều nghi hoặc chưa rõ, cần phải tới một nơi để gặp vị đạo hữu kia." Thân ảnh phong hiếu trung biến mất, Chung Nhạc định thần, nhìn phía trên tổ đình và thiên đình. Hư Không Trung Tuy Vô Hình chỉ như hư không, nhưng dường như hắn nhìn thấy được, cũng có thể thấy thất khiếu hỗn độn thần nhân và một luân hồi thánh vương kia. Luân hồi thánh vương đó giật minh, rồi nghĩ tới bên cạnh mình chính là thất khiếu hỗn độn thần nhân thần bí khó lường, lại thấy can đảm hơn. Trung nhạc không tới hư không chung mà bỗng rơi xuống, quần sáng sau đầu chuyển động, theo khu thứ bảy luân hồi cắt không gian lao đi. Không lâu sau hắn đột nhiên biến mất khỏi khu thứ bảy luân hồi, Thái Hoàng đi đâu rồi? 16 cái đầu luân hồi thánh vương nhìn quanh, nhưng không thấy tung tích chung nhạc đâu vội hỏi thất khiếu hỗn độn thần nhân cũng không dám chắc chắn có lẽ hắn muốn thoái khỏi thời không luân hồi thay đổi tương lai nhưng tương lai có thể thay đổi không luân hồi thánh vương không hiểu thất khiếu thần nhân nói tiếp thời gian chính là một vòng tròn luân hồi liên tục chuyện quá khứ tương lai đều không thể thay đổi với hỗn độn mà nói quá khứ tương lai đều là sự thực đã định thay đổi tương lai không đơn giản như đại tư mệnh nghĩ. Ngươi muốn thay đổi tương lai, đến khi tới tương lai quay lại nhìn thì mỗi bước ngươi muốn thay đổi tương lai đều là đã định sẵn. Còn hắn, muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi đó. Theo lý thì hắn không có khả năng đó, chỉ là cảnh tượng trước mắt với tương lai ta thấy thì đã có rất nhiều khác biệt, hắn cũng rất nhiều điều nghi hoặc, nghĩ không thông, luân hồi thánh vương trần trừ nói. Phong đạo tôn được Thái Hoàng thả ra khỏi đạo giới, hắc bạch nhị đế cũng ra ngoài rồi. Trận chiến này có rất nhiều biến số. Chúng ta có cần tham chiến không? Nếu không thì, khoan đã, thất khiếu thần nhân giơ tay, nói. Ta cần xem lại, xem lại chút. Khác với tương lai ta biết, ảnh hưởng của biến cố này rất lớn, ta muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì, luân hồi thánh vương không kìm được nói. Thiên sắp bị đánh chết rồi, từng, thất khiếu thần nhân hờ hững nói, luân hồi thánh vương kinh hải phản sinh thánh địa thần ma thái cực thành thánh vũ đế tư mệnh nương nương và hai mươi vị địa hoàng đang nhanh chóng tới tổ đình vượt qua bát quan không bận tâm lắm tình hình ở đó nôn nóng tới tổ đình bào hy đế trầm giọng nói tổ đình vô cùng quan trọng chỉ sợ bệ hạ không kiên trì được nữa trong tổ đình xác trận có trận thế của chúng ta chúng ta và tổ đình dung hợp có thể giết được khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần thần ma thái cực đồ tốc độ cực nhanh nhưng bay tới tổ đình thì vẫn chậm lôi trạch cấn thân đột nhiên lắc mình thành thần long nói các ngươi lên lưng ta đi đại huynh cứ để ta thủy long thần vương bay tới nói lớn tốc độ ta nhanh hơn huynh lên thuyền hết đi hai mươi vị địa hoàng và thánh vũ đế phục thương cùng lên thuyền thần nương nương thần tư nương nương và lôi trạch tư mệnh cũng lên thuyền thủy long thần vương gầm lớn con thuyền cổ nghìn cánh phá không lao đi con thuyền cổ này dù sao cũng là bảo vật thần vương thời đại hắc ám dùng mọi lực lượng luyện chế ra, cộng với tốc độ của thủy long thần vương, không lâu sau đã tới tổ đình. Con thuyền vừa định vào trong trận pháp thì trên không trung hắc quan bạch quan mỗi màu che nửa bầu trời, hắc đế, bạch đế, mọi người trên thuyền giật mình, thấy hắc quan bạch quan trên trời hội tụ, xung kích về tổ đình sát trận, các ngươi vào trận trước, để ta chặn chúng, thần nương nương nhúng người bay lên, biến thành tiên thiên đại xà tiến về phía hắc bạch quan quỳnh một tiếng đổ lớn đại xà bị hắc bạch quan cuốn lấy lập tức bị chặt đôi đầu của thần nương nương rơi xuống nương nương thần tư nương nương kêu lên giơ chân đá con thuyền cổ vào trong tổ đình rồi bay tới phía bọn hắc đế bạch đế các ngươi nhập trận lôi trạch thần long cũng gầm lớn bay lên tấn công hắc bạch nhị đế không trung trung chuyển giữ đội đầu rồng và đầu rắn lần lượt rơi xuống còn Thủy Long Thần Vương thì đưa con thuyền cổ cùng mọi người vào trong tổ đình, các vị địa hoàng cùng dung nhập với trận pháp của mình. Thủy Long lão tổ, chúng ta tới trung tâm trận pháp, Thánh Vũ Đế dục, con thuyền cổ tiến vào sâu trong. Lúc này, phía dưới thần thành thứ 9 trong vũ trụ cổ, Chung Nhạc xuất hiện, ngẩng lên nhìn phía trước. Nơi đó là Khởi Nguyên Thánh Địa, Khởi Nguyên Thánh Địa, có thể nói là thánh địa đầu tiên của vũ trụ này, sinh ra vị tiên thiên thần thứ hai của vũ trụ, Khởi Nguyên Thần Vương. Khởi nguyên thần vương cả đời này nhiều tai họa, nhiều sai lầm, đại tư mệnh bảo vệ khởi nguyên thánh địa. Sau khi khởi nguyên đạo thần sinh ra liền nhận đại tư mệnh là huynh trưởng. Đại tư mệnh tuy là tiên thiên thần thánh đầu tiên, hoàng mỹ vô khuyết, nhưng không phải tính cách và cách xử thế của hắn hoàng mỹ mà là nhục thân của hắn. Đại tư mệnh bất luận dù là mưu lược hay hành sự thì đều có sai sót, là khởi nguyên thần vương luôn bên cạnh phò tá hắn, giúp hắn trở thành kẻ thống trị thời đại hắc ám đại tư mệnh có được địa vị như vậy có quá nửa công lao là của khởi nguyên thần vương nhưng khởi nguyên đạo thần từ trong hỗn độn lên bờ thì ăn hắn mạo danh thay thế hắn trở thành khởi nguyên thần vương rồi ám toán đại tư mệnh và các thần vương sau đó đại tư mệnh hồi sinh hồi sinh các thần vương đã chết trong chiến dịch lần đó khi xây dựng lại đạo giới đại tư mệnh lại ám toán các thần vương huyết tế họ cho đạo giới khởi nguyên thần vương cũng có trong số đó Trước tiên là vô duyên cớ bị khởi nguyên đạo thần thôn vệ mạo danh, sau đó bị đại tư mệnh tín nhiệm nhất phản bội huyết tế, cả đời này khởi nguyên đạo thần có thể nói là thất bại thê thảm, là tiên thiên thần đầu tiên sinh ra từ thánh địa, tiên thiên thần thứ hai của vũ trụ, hắn có kết cục thế này, không thể không khiến mọi người suýt xoa, chung nhạc tới khởi nguyên thánh địa, tòa thánh địa này vẫn hoàn chỉnh, chưa hề bị tổn hại, khởi nguyên đạo thần bị huyết tế cho đạo giới, đại tư mệnh hạ độc thủ, những thần vương bị huyết tế không có một ai có khả năng hồi sinh. Những thần vương đã chết trong trận huyết tế đó cho dù thánh địa vẫn còn hoàn chỉnh nhưng ý thức không còn, không thể từ thánh địa của mình hồi sinh được. Đại tư mệnh nắm trong tay sinh mệnh đại đạo, có thủ đoạn này cũng không có gì lạ. Khởi nguyên thánh địa trống hơi trống hoát, không có dấu vết của sinh linh. Bên ngoài cho dù chiến tranh có trời long đất lở, vô số những vị vĩ đại có chôn thay, nhưng nơi này vẫn bình yên, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là, những sinh linh có thể tới khởi nguyên thánh địa tránh nạn rất ít phải có bản lĩnh của đại đế mới có thể bình an tới được nơi này để tránh nguy hiểm chung nhạc tiến bước đột nhiên dừng bước nhìn quanh chỉ thấy cảnh tượng ngoại giới kỳ dị vẫn ở khoảnh khắc vũ trụ sinh ra vũ và trụ đều đang hình thành không gian đang nhanh chóng phình to ánh sáng không đuổi kịp không gian đang phình lớn nên vẫn chưa có thời quan ở đây không cảm nhận được thời gian trôi đi trong khởi nguyên thánh địa vẫn chưa có khái niệm về thời gian Ban đầu chung nhạc truy ngược lại thời quan, định xem xem có phải phục đạo tôn và hoa tư nương nương thấy khởi nguyên đạo thần ở đây không. Kết quả không thể tới được khởi nguyên thánh địa 10 vạn năm trước, chính là đạo lý này. Một thánh địa thật khó tin, vừa là sự khởi đầu của vũ trụ, cũng là sự khởi đầu của mọi vấn đề. Chung nhạc cảm khái, vũ trụ khởi đầu từ đây, hỗn độn cũng tới đây thôn vệ khởi nguyên thần vương thì mới có khởi nguyên đạo thần. Đây có thể nói là nơi duy nhất không nằm trong luân hồi luân hồi đằng thống nhất lục giới thậm chí ngay cả đạo giới cũng bị luân hồi đằng thu nạp thế nhưng vũ trụ này chỉ có nơi này là không trong luân hồi tất cả thánh địa tất cả thế giới đều nằm trong luân hồi cho dù là đạo thần nhưng trong đại nhất thống luân hồi lại không có khởi nguyên luân hồi chỉ riêng nơi này là thoát khỏi luân hồi vậy khởi nguyên thần vương sinh ra từ thánh địa này cũng không nằm trong luân hồi không một kẻ không nằm trong luân hồi bị đại tư mệnh huyết tế cho đạo giới nằm trong luân hồi với chung nhạc mà nói không hợp lý lắm, trong việc này có gì đó bất thường. Đại nhất thống luân hồi là do một tay chung nhạc tạo nên, là hắn chia luân hồi đằng thành hai vạn 4.335 cây, cũng là hắn tế luân hồi đằng lên diễn hóa thành khu thứ bảy luân hồi, cũng là hắn cho khu thứ bảy luân hồi xuyên qua đạo giới, đặc trùng với vũ trụ, tạo nên thời không thứ bảy. Khu thứ bảy luân hồi có đạo giới luân hồi, lục đạo giới luân hồi, tử vi luân hồi, hư không luân hồi, vũ trụ cổ luân hồi, chỉ không có cờ hờ lờ nờ. Đại tư mệnh huyết tế các thần vương, hiến tế hắn dùng thật ra là hiến đạo, hiến đại đạo của những thần vương kia cho đạo giới. Vì những thần vương này sinh ra từ tiên thiên, bản thân là tiên thiên đại đạo, huyết tế họ thật ra chính là hiến đại đạo của họ cho đạo giới, để đạo giới ổn định. Vậy thì có chút kỳ quái rồi, đại đạo luân hồi của đạo giới là do ta thống nhất, chung nhạc lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại biến thành dao động kỳ lạ, truyền khắp khởi nguyên thánh địa. Khi ta dùng luân hồi đại đạo thống nhất đại đạo luân hồi của đạo giới không hề phát hiện trong đạo giới có đại đạo của khởi nguyên thần vương. Hơn nữa cho dù có thì luân hồi đại đạo cũng không thể thống nhất được đại đạo của khởi nguyên đạo thần, dù sao thì khởi nguyên thánh địa không nằm trong luân hồi, sao mà thống nhất được, hắn hơi nhíu mày, nói tiếp. Cũng có nghĩa là, đại tư mệnh hiến tế lờ nờ thần vương cho đạo giới, nhưng đạo giới không thể chứa được đại đạo của khởi nguyên thần vương đã không thể chứa được thì khởi nguyên thần vương đương nhiên sẽ không chết. Nếu khởi nguyên thần vương đã không chết thì trong số các thi thể trong đạo giới cũng có khởi nguyên thần vương, liệu hắn có giả chết không? Khởi nguyên thần vương không trong luân hồi chắc chắn sẽ sống sót. Nhưng đại đế dưới trướng ta khi thu thập thi thể thì thấy thi thể của khởi nguyên thần vương, có nghĩa đúng là khởi nguyên thần vương đã chết. Nếu khởi nguyên thần vương không chết trong sự huyết tế của đại tư mệnh thì sao hắn lại biến thành một cổ thi thể? Trung Nhạc lấy ra một quả cầu thịt lớn trong nguyên thần bí cảnh. Khối thịt này nhu động, là thái tuế thần vương, tên này không mắt không mặt không mồm không mũi, cũng không có tứ chi, chỉ là một đống thịt, vô cùng cổ quái, Trung Nhạc từ tốn nói. Ta thấy có lẽ khởi nguyên thần vương chủ động chết, rồi thoát khỏi chiến trường. Dù sao khi đó vô cùng hỗn loạn, chẳng ai chú ý hắn lại chết một lần nữa. Ý thức của hắn có thể trở về khởi nguyên thánh địa, dựa vào đại đạo của thánh địa hồi sinh chắc ngươi hận đại tư mệnh lắm chung nhạc đột nhiên cười ngươi coi đại tư mệnh như huynh trưởng nhưng đại tư mệnh lại phản bội ngươi không chỉ phản bội ngươi mà còn phản bội cả những thần vương trung thành với hắn ngươi vô cùng vô cùng hận hắn hắn phản bội ngươi nên ngươi quyết định phản bội hắn đại tư mệnh thì đã chết phản bội thế nào mới là sự phản bội tốt nhất trong khởi nguyên thánh địa không có bất cứ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng của trung nhạc vang vọng, nơi này vô cùng tịch mịch. Thái tuế thần vương lăn một vòng, cũng không biết trung nhạc đang nói chuyện với ai, trong lòng vô cùng khó hiểu. Thi thân của đại tư mệnh rơi vào tay ta, thân thể không đầu biến thành hỗn độn khí, rơi vào hỗn độn, trong đó một miếng thịt không bị luyện hóa, biến thành thái tuế. Tiếng trung nhạc vọng tới, thái tuế thần vương tinh thần chấn động, trung nhạc đột nhiên nhắc tới hắn khiến hắn khá vui. Trung nhạc hỏi, Thái tuế thần vương, năm xưa sao ngươi tới thiên đình, thái tuế thần vương thành thật nói. Khởi nguyên đạo thần nói ta là một miếng thịt từ trong hỗn độn, bất tử bất diệt, bất cứ ai cũng không thể giết được ta, mà ta vốn thích thôn vệ, có thể thôn vệ mọi thứ, thế là ném ta tới thiên đình đi ăn luân hồi thiên cầu, chung nhạc cười. Sau đó thì sao, sau đó ta bị các ngươi bắt được, bị đưa vào quân đội làm lương thực cho binh lính, thái tuế thần vương bi phẫn nói, có đau không, đau chung nhạc mỉm cười ta tưởng rằng khởi nguyên đạo thần vẫn rất hận ngươi nên ném ngươi tới chỗ ta ngươi bị trăm triệu thần vương ăn đương nhiên là sự báo thù hoàn hảo thái tuế thần vương không hiểu khởi nguyên thần vương không là khởi nguyên đạo thần ném ta tới thiên đình báo thù thái tuế thần vương không thể khiến ngươi vui vẻ chung nhạc nói tiếp thái tuế dù sao cũng không phải đại tư mệnh chỉ là một miếng thịt không bị hỗn độn tiêu hóa của đại tư mệnh muốn báo thù đại tư mệnh thật sự, chỉ còn cách về quá khứ. Đại tư mệnh không phải muốn mở đạo giới sao? Vậy thì ta sẽ hủy diệt hắn, khiến hắn bị đạo giới đè chết. Sự báo thù đó vẫn chưa đủ sản khoái, vậy thì khiến đại tư mệnh giết chết huynh đệ tốt nhất của mình, hủy diệt đạo tâm của hắn. Đó mới là sự phản bội hay nhất, sự báo thù hay nhất. Nhưng như vậy vừa hay lại hình thành nên một vòng luân hồi thời không khép kín nhưng trở về quá khứ không thể thay đổi được quá khứ, khởi nguyên thần vương không thể báo thù, làm thế nào mới trở về quá khứ báo thù được, Trung Nhạc nói. Có một cách có thể, đó chính là biến thành hỗn độn, biến thành một sinh vật hỗn độn, từ quá khứ bò lên bờ. Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm, hỗn độn sẽ luyện hóa hoàn toàn khởi nguyên thần vương, biến thành sinh vật mơ màng, không biết gì, không biết nguyện vọng phục thù của mình. Vậy hắn làm thế nào mới giữ lại được ý thức để phục thù đại tư mệnh? Thái tuế thần vương không hiểu. Việc này cần một món bảo vật khiến ý thức của hắn bất diệt trong hỗn độn. Chung nhạc lấy chiếc bình nhỏ bên hông xuống. Chiếc bình này là co thứ bảy của hắn là trác quan nhạc được trong hỗn độn hỏa hải cạn khô, phóng thích từ trong bình ra hoa tư nương nương. Hoa tư nương nương có được chiếc bình này cũng là tình cờ, là đại toại câu được một sinh vật hỗn độn từ trong hỗn độn hỏa hải. Sinh vật đó đã tặng nó cho hắn vậy trong hỗn độn sao lại có thứ này chiếc bình này có lẽ là do hậu thế luyện chế chung nhạc cầm chiếc bình trong tay cười dùng thứ gì luyện chế mới chống lại được sự tấn công của hỗn độn nguyên liệu tốt nhất chắc chắn là sinh vật hỗn độn mà vừa hay tứ diện thần là một sinh vật hỗn độn lên bờ nhưng muốn có một phần cơ thể của tứ diện thần thì rất khó cũng may khởi nguyên thần vương đã có bàn tay của tứ diện thần Bàn tay của tứ diện thần bị ta chặt đứt trước khi luân hồi thần vương sinh ra, trạch trư chú thích, cụ thể xin hãy xem trường 1401, nhưng ta không tìm thấy bàn tay tứ diện thần rơi trong đạo giới luân hồi. Khi đó ta không có thời gian tìm vì ta còn cần phải luyện hóa luân hồi đại đạo, đoạt cơ duyên của LN thần vương. Đại tư mệnh thì đem tới một đám thần vương tìm tung tích linh thai của luân hồi thần vương. Khởi nguyên đạo thần có lẽ đã tìm xê bàn tay tứ diện thần vào lúc đó. Chiếc bình này được luyện chế từ xương ngón tay của tứ diện thần, có đúng không khởi nguyên thần vương. Hắn đột nhiên cảm nhận được chút dao động tinh thần cực nhỏ, nhấc chân dẫm mạnh xuống, khởi nguyên thánh địa rung chuyển. Tòa thánh địa tách ra để lộ hỗn độn khí cuồn cuộn bên dưới, thái tuế thần vương kinh hải, nhìn xuống thì thấy một đường thông đạo bậc thang dẫn tới hỗn độn, còn khởi nguyên thần vương thì ngồi trên tòa bình đài phía cuối cầu thang, trước mặt lơ lửng một chiếc bình ngọc, thấp thoáng có thể thấy được tạo ra từ xương bàn tay hắn còn chưa luyện hóa được hoàn toàn chiếc bình này khởi nguyên thần vương kinh ngạc ngẩng lên sững sờ nhìn chiếc bình trong tay chung nhạc phát hiện nó cực kỳ giống với chiếc bình đang luyện chế thái tuế thần vương còn kinh ngạc hơn tinh thần gần như hỗn loạn kêu lên thất thanh bệ hạ ý người la khởi nguyên thần vương và khởi nguyên đạo thần thật ra là cùng một người hai khởi nguyên này là một vậy tại sao hắn lại muốn chính mình tại sao lại ngồi nhìn đại tư mệnh giết mình Thái tuế thần vương tuy thân thể to lớn, nhưng toàn thân đều là thịt, không có não, có những cái thực sự nghĩ không thông, điều này cũng là bình thường, chung nhạc lạnh băng nhìn khởi nguyên thần vương, thản nhiên nói. Đó không phải vừa hay hình thành một vòng luân hồi khép kín hay sao? Mọi việc bắt đầu từ 300 vạn năm trước, khởi nguyên là hỗn độn từ hỗn độn hải lên bờ, ăn mất thấy nhật thần vương nhìn thấy hắn. 300 vạn năm sau đại tư mệnh vẫn hồi sơ nờ hờ khởi nguyên thần vương. Khởi nguyên thần vương hồi sinh bị đại tư mệnh phản bội, rồi vào hỗn độn biến thành hỗn độn khởi nguyên. Trở lại 300 vạn năm trước, lên bờ ăn chính mình. Một vòng luân hồi thật hoàn hảo, không thể không khiến người ta khâm phục. Nhưng, nhưng, thái tuế thần vương cảm thấy tư duy của mình hoàn toàn rối loạn, lẩm bẩm. Không phải hắn kéo mình vào rồi sao? Tự lên bờ, giết chính mình, rồi hắn trước kia hồi sinh, lại vào hỗn độn, lại lên bờ giết chính hắn rồi hắn bị giết lại hồi sinh, lại vào hỗn độn rồi lại lên bờ giết chính mình. Không được, đầu ta sắp nổ tung rồi, thái tuế, ngươi căn bản không có đầu, chung nhạc lắc đầu cười, bóc, một âm thanh nhỏ vang lên, thái tuế thần vương tròn quay đột nhiên mọc ra một cái đầu, là đầu của đại tư mệnh, bị hắn hấp thụ rất nhiều, huyết nhục lẫn lộn, vô cùng khủng bố, bệ hạ, ta có đầu, ngươi nhìn nhìn đi, thái tuế thần vương kêu, chung nhạc bật cười ý thức của đại tư mệnh đã bị đạo giới cắt đứt rồi cho dù ngươi có luyện hóa đầu hắn thì cũng không trở nên thông minh hơn được để ta cho ngươi biết khởi nguyên thánh địa rất tốt đại đạo của khởi nguyên thánh địa cũng rất tốt không nằm trong hỗn độn nếu đặt tên cho đại đạo của thánh địa này thì ta sẽ gọi nó là khởi nguyên đại đạo mấu chốt để thoát khỏi luân hồi chính là ở khởi nguyên đại đạo khởi nguyên đại đạo thực sự rất cừ hắn khẽ vẽ một đường trước mặt xuất hiện một vòng tròn hắn nói tình hình ngươi nói giống như vòng tròn này tuần hoàng không dứt nhốt bản thân trong luân hồi mãi mãi không thể thoát ra nhưng khởi nguyên đại đạo không nằm trong luân hồi cũng có nghĩa là vòng luân hồi này không vây khốn được khởi nguyên thần vương hắn khẽ gãy một cái vòng tròn bị cắt một khe hở kéo ra một đường nói đường này chính là khởi nguyên thần vương phục thù thành công cũng chính là khởi nguyên đạo thần hắn thoát khỏi luân hồi này không còn trong luân hồi nữa, thái tuế thần vương nửa hiểu nửa không, lại thu cái đầu của đại tư mệnh vào, lầm bầm. Đợi khi ta luyện hóa được cái đầu này thì ta sẽ có đầu. Nhất định sẽ rất thông minh, ta sẽ vừa mạnh vừa thông minh, chung nhạc dở khóc dở cười, khởi nguyên thần vương phía dưới sắc mặt tối tăm, lạnh lùng nói. Đáng thương, đúng là đáng thương. Đừng đương là đại tư mệnh đệ nhất sinh mệnh của vũ trụ lại thành đồ chơi chỉ biết chọc cười của thái hoàng thật khiến ta vừa ghê tởm vừa thấy đáng thương, thái tuế thần vương đại nộ. Có giỏi thì ngươi đừng có đi, đại chiến 300 hiệp với thái tuế gia gia đây, khởi nguyên thần vương mặc kệ hắn, lạnh lung phói. Bệ hạ, ngươi nói quá nhiều rồi. Đến bản thân ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, thế mà lại bị bệ hạ nói ra. Lẽ nào bệ hạ không sợ sau này khi ta lên bờ sẽ nhân lúc ngươi vừa xuất thế mà đuổi cùng giết tận ngươi? Sinh linh hậu thiên các ngươi chỉ là đồ chơi, lương thực cho các tiên thiên thần ma bọn ta đại tư mệnh là ngụy quân tử mới nhường thiên địa này cho các ngươi còn bệ hạ không biết cảm ơn giết sạch tiên thiên thần thánh bọn ta để sinh linh hậu thiên chiếm cứ chính thống ta sau khi lên bờ ngoài việc trả thù đại tư mệnh còn phải dẹp loạn chung nhạc tim khẽ động lắc đầu cười khởi nguyên đạo huynh ta tới gặp ngươi ngươi có biết vì sao không khởi nguyên thần vương tăng tốc luyện hóa chiếc bình hỗn độn nói lẽ nào không phải tới để giết ta? Cho dù ngươi có giết ta cũng vô ích, khởi nguyên đạo thần thoát khỏi hỗn độn đã một khoảng thời gian, thoát khỏi luân hồi thời không, giết ta rồi hắn cũng vẫn tiếp tục tồn tại. Ngươi không thay đổi được bất cứ điều gì cả. Ngươi, hắn lộ vẻ kinh thường. Đã được định sẵn là đồ chơi của ta khi lên bờ. Ngươi sẽ bị ta đùa dẫn hết lần này tới lần khác, hết lần luân hồi này tới lần luân hồi khác, mãi mãi không thoát được sinh linh hậu thiên chúng sinh cả đời chỉ có vậy thôi nhưng ta có thể thay đổi được một thứ chung nhạc tế đao nói ta có thể dùng khởi nguyên đại đạo thoát khỏi luân hồi của ta trẫm sẽ thoát khỏi luân hồi này không còn trong vòng luân hồi này nữa khởi nguyên đạo huynh ta cần khởi nguyên đại đạo của ngươi để hoàn thành hành động hoành tráng này đao quan lóe sáng chém xuống khởi nguyên thần vương vào khoảnh khắc đao quan lóe lên ý thức của khởi nguyên thần vương rời đi tràn vào trong hỗn độn bình đồng thời nhục thân cũng bỏ chạy vào hỗn độn đao quang chém xuống khởi nguyên thần vương đầu một nơi thân một nẻo ý thức tràn vào hỗn độn bình của hắn cũng bị đao quang chém tan một âm thanh khẽ truyền tới hỗn độn bình rơi vào trong hỗn độn chung nhạc đưa tay bắt lấy nhưng bắt hụt chỉ kịp vớt được nhục thân của khởi nguyên thần vương nhưng thấy nhục thân của khởi nguyên thần vương mất một nửa người thái tuế thần vương run rẩy nói bệ hạ hắn thoát một nửa thân người rồi liệu có vấn đề gì không hắn đem thao công pháp thần thông một đời, thất đạo luân hồi, từ 300 vạn năm trước lên bờ, liệu có, Chung Nhạc nhíu mày. "Ngươi yên tâm, ta đã tiêu diệt hơn nửa ý thức của hắn, hắn không nhớ được kiếp này, cho dù có ký ức thì cũng là tàn khuyết." "Chẳng trách, hắn sắc mặt cổ quái, chẳng trách khởi nguyên đạo thần đã sớm không bận tâm lắm về Chung Nhạc, cứ để cho hắn trưởng thành, chứ không hạ sát thủ ngay từ đầu." Khởi nguyên thần vương lý giải về lục đạo luân hồi và thất đạo luân hồi cũng không bằng chung nhạc và phong hiếu trung, không bằng phục mân đạo tôn, thì ra là vì chung nhạc chặt đứt ký ức trước kia, trong hỗn độn bình, ý thức của hắn còn lại không nhiều, hơn nữa trong bình ý thức của hắn không thể thấy được quá khứ tương lai, hắn có lẽ chỉ còn lại lượng ít ký ức, ví dụ sự trả thù đại tư mệnh, ví dụ như hủy diệt chính thống của sinh linh hậu thiên, thái tuế thần vương thở phào, cười. Thế thì ta yên tâm rồi, hắn coi ta như đại tư mệnh bệ hạ ngươi làm gì vậy ngươi lại muốn ăn im mồm chung nhạc quát nuốt một nửa thân người của khởi nguyên thần vương thái tuế thần vương sợ tới hồn bay phách tán toàn thân run rẩy vội vàng chạy ra trốn ra ngoài chung nhạc thò tay tóm lấy hắn nhất quay về thái tuế thần vương kêu lên đừng ăn ta đừng ăn ta ta không ngon chút nào hết chung nhạc ném hắn xuống đất Nói ít thôi. Trẫm chỉ có một nửa Khởi Nguyên Đại Đạo, nếu ngươi còn kêu ta sẽ ăn cả ngươi. Thái Tuế thần vương vội vàng ngoan ngoãn, không dám động đậy, chung nhạc toàn lực luyện hóa nhục thân của Khởi Nguyên thần vương, lấy Khởi Nguyên Đại Đạo trong đó, một lúc lâu sau, thản nhiên nói. "Thái Tuế, theo ta." Thái Tuế thần vương nhảy tưng tưng theo sau hắn, trong bụng cứ lầm bầm. Thái Hoàng hung tàn thành tính, trước tiên không nói không rằng ăn trường sinh đế giờ lại ăn khởi nguyên thần vương hơn nữa cứ bắt ta theo bên cạnh lẽ nào cũng muốn ăn ta nữa đúng rồi chắc chắn là hắn đợi ta luyện hóa xong cái đầu này thì sẽ ăn ta cái đầu này thơm thật chung nhạc dẫn theo thái tuế thần vương ra khỏi khởi nguyên thánh địa thấy hắn đi quá chậm liền cho hắn vào nguyên thần bí cảnh lại khiến thái tuế thần vương sợ đến gần chết tưởng mình bị ăn tổ đình vẫn đang long trời lỡ đất nhật nguyệt vô quan thân ảnh phong hiếu trung xuất hiện tại giao đạo tôn tầng thứ đạo thần tu vi chiến lực quả thực kinh thiên động địa, nhưng chung nhạc không tới tổ đình, thất đạo luân hồi sau đầu đột nhiên xoay chuyển, luân hồi đại đạo bay ra, nhất thống luân hồi, tạo thành vòng luân hồi thứ 8, chẳng phải tới 300 vạn năm trước, chứng kiến đoạn lịch sử đó, xem khởi nguyên đạo thần làm thế nào thoát khỏi luân hồi, bác đạo luân hồi chuyển động, hắn biến mất, thời đại hắc ám 300 vạn năm trước, luân hồi khổng lồ các đôi thời không, chung nhạc xuất hiện ở những năm cổ đại áp lực thời không cực lớn, muốn ép hắn trở về thời đại của mình. chung nhạc hự một tiếng, áp chế sự xáo động thời không, tiến về thương cốc thánh địa. Thương cốc thánh địa, lãnh địa của Thái cổ đại nhật thần vương, phù tan thụ linh căn khổng lồ giống như ngọn đuốc trong vũ trụ tối đen, cháy rừng rực, sừng sững trên hỗn độn hỏa hải. Đại nhật thần vương chiếm cây linh căn này, thông vệ luyện hóa hỗn độn hỏa, tu vi cường đại, là hào cường một phương, chiếm cứ bầu tinh không bao la trong vũ trụ cổ. Vị thần vương này vô cùng tàn bạo, sống trên phù tan thụ linh căn. Trong thương cốc có vô số sinh linh, bị tộc duệ của thần vương ức hiếp, ngày đêm hiến tế, hiến những nữ tử trẻ đẹp của các tộc, đến khi đại nhật thần vương tỉnh lại thì họ sẽ bị hắn ăn. Khi chung nhạc tới, đại nhật thần vương đang ngủ say, thần vương tộc duệ đã chuẩn bị thiếu nữ của trăm vạn năm, chỉ đợi thần vương tỉnh lại. Không lâu sau, hỗn độn hải đột nhiên nổi sóng, một con hỗn độn đá một chiếc bình và một miếng thịt lớn lên bờ. Rõ ràng cho rằng đó không phải thứ trong hỗn độn, muốn đuổi chiếc bình và miếng thịt kia ra khỏi hỗn độn, trong nguyên thần bí cảnh, thái tuế thần vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Miếng thịt đó chính là ta. Cái bình kia, chiếc bình đột nhiên mở ra, một luồng ý thức nhân lúc đó chui vào hỗn độn. Con hỗn độn mơ màng kia đột nhiên có ý thức, ngẩng người rồi lên bờ, há mồm nuốt đại nhật thần vương và cả sinh linh trong thương cốc thánh địa, rồi nghênh ngang bỏ đi. Không biết bao lâu sau, đại nhật thần vương hồi sinh, phẫn nộ không thể kìm nén, tìm kiếm kẻ địch khắp nơi, nhưng không thấy, chỉ tìm được miếng thịt bên cạnh hỗn độn hải, chính là thái tuế thần vương. Đại nhật thần vương nộ hỏa công tâm nuốt thái tuế thần vương, mấy ngày sau không tiêu hóa được lại nhổ thái tuế thần vương ra, đã hắn ra khỏi thương cốc. Lúc này chung nhạc tới bên ngoài khởi nguyên thánh địa, thấy sinh vật hỗn độn kia chui vào khởi nguyên thánh địa nhưng bọn hắn vẫn không thể vào khởi nguyên thánh địa hắn từng nuốt chính mình khởi nguyên thần vương quá khứ vì muốn có khởi nguyên đại đạo thoát khỏi luân hồi nhưng khởi nguyên đạo thần lúc này chưa biết nhiều về tương lai chung nhạc từ xa nhìn khởi nguyên thánh địa ánh mắt lay động nói nhỏ hắn bị ta chém một đau ký ức còn lại không nhiều ta đã biết cách hắn thoát khỏi luân hồi hắn vào lúc này đã thành công trở thành sự khởi đầu của luân hồi mới nhưng phải xác định thời không luân hồi của ta trước đã mấu chốt thắng bại của trận chiến này không nằm ở trong chiến trường mà là ở việc liệu có thoát khỏi luân hồi được không thân hình hắn lay động biến mất khỏi quá khứ không lâu sau chung nhạc trở lại hiện tại nhưng không dừng bước mà tiếp tục tiến về phía trước tiến về tương lai cảnh tượng tương lai chập chờn đối với sinh linh sống trong vũ trụ này tương lai là chưa biết chưa xác định thay đổi bất cứ suy nghĩ nào của bất cứ sinh linh nào đều có thể thay đổi tương lai. Với hỗn độn mà nói, tương lai lại là đã xác định, sinh vật hỗn độn phiêu đẳng trong thời quan, vì thời quan rõ ràng, chúng có thể bơi qua lại giữa quá khứ và tương lai. Điều này có nghĩa là, bất cứ thời gian nào dù là quá khứ hay tương lai, với sinh vật hỗn độn thì đều đã biết, đều không thể thay đổi, cũng có nghĩa là, mọi việc xảy ra đều đã định, đều là quá khứ, cho dù là sự việc trong tương lai điều này có nghĩa là tương lai quá khứ là một sự luân hồi. Giờ Trung Nhạc thấy cảnh tượng tương lai liên quan tới hắn và cả đế triều này, cho thấy hắn ở tương lai vẫn trong đại luân hồi, cho dù hắn có nỗ lực thê sào thì vẫn thuộc một phần của luân hồi. Đại tư mệnh cố gắng giải dụa, cuối cùng cũng vẫn là một phần của luân hồi, không thể thoát ra được. Hắn tưởng cách thoát ra ngoài là mở đạo giới, nhưng không ngờ chính vì mở đạo giới mới khiến hắn trở thành một phần của luân hồi, chết dưới đạo quan của đạo giới chung nhạc tới tương lai đã mơ hồ ở đây một mảng hỗn loạn nhưng cảnh tượng về hắn và đế triều vẫn còn nhưng đã có chút thay đổi nhỏ ví dụ như có những người trong cảnh tượng tương lai xác định đã chết trong trận chiến này nhưng giờ vẫn sống những người đã xác định sống thì lại đã chết hắn tiến về phía trước muốn bước vào những cảnh tượng đó nhưng phát hiện dù thế nào cũng không thể hắn tới trước cảnh tượng cuối cùng thấy mình chết trước sự vây công của khởi nguyên thiên tứ diện thần hắc bạch nhị đế luân hồi thánh vương khi hắn chết dấu ấn hỗn độn phát nổ nhấn chìm thi thể hắn thái tuế thần vương trong nguyên thần bí cảnh của hắn thấy cảnh tượng đó muốn nói nhưng lại không dám nói hắn sợ nói nhiều sẽ chọc giận chung nhạc dù sao trong mắt hắn chung nhạc cũng là kẻ hung tàn nuốt sống khởi nguyên thần vương chọc giận chung nhạc chắc chắn sẽ bị hắn nuốt sống chung nhạc giơ tay khẽ ấn lên ngực ở đó là dấu ấn hỗn độn của hắn nhưng nó đã biến mất bị hắn chuyển tới thân thể hắn ở tương lai khi hắn dùng luân hồi đại đạo chuyển dấu ấn hỗn độn đi, cảm nhận được một sự quấy nhiễu kỳ lạ, trước sự ảnh hưởng đó, hắn chỉ có thể chuyển dấu ấn hỗn độn tới chính hắn ở 50 năm sau, giờ cuối cùng hắn cũng hiểu, trận chiến trong tương lai đó có lẽ xảy ra vào 50 năm sau, 50 năm sau hắn chết trong tay bọn khởi nguyên, vì sau đó nữa hắn không còn nữa, vì thế không thể chuyển dấu ấn hỗn độn tới tương lai xa hơn nữa, 50 năm sau sẽ là bắt đầu luân hồi của ta, Chung Nhạc mỉm cười trong cảnh tượng tương lai, trong số những người tấn công hắn, thân ảnh của thiên đột nhiên biến mất, thiên chết rồi, tim hắn khẽ động, thân ảnh thiên biến mất ở tương lai, cho thấy thiên đã chôn thay trong luân hồi tán khu, nhưng kết cục của hắn vẫn không thay đổi, vẫn chết trước sự vây công của bọn khởi nguyên đạo thần, trong vòng luân hồi này, thiên không quan trọng, chết hay không chết cũng không liên quan gì mấy tới tương lai. Nếu đạo thần khác chết thì sao? Liệu có thay đổi tương lai không? quần sáng sau đầu chung nhạc chuyển động, trở về hiện tại, tầng trời thứ 10 trong luân hồi tán khu, tán thiên, thiên giáng mưa máu, đế phần thiên, tán linh thần vương và chư đế cùng vô số thần tướng tắm trong mưa máu, trận mưa máu này nhuộm đỏ trực cả tầng trời thứ 10. Mưa máu này không phải máu mà là mảnh vỡ nhục thân của thiên, là vô số tế tự chi lực, vô số suy nghĩ, là sự tập trung năng lượng của chúng sinh, cũng là linh hồn của thiên, thiên đã bị họ giết chết, luân hồi tán khu, là nơi quy tụ linh hồn của mọi sinh linh. Các sinh linh khi hồn tiêu phách tán, hồn phách sẽ tới 10 tầng trời của luân hồi tán khu. Trong đó tầng thứ 9 là đế tán thiên, nơi quy tán của đại đế, còn tầng thứ 10 là tán thiên, nơi quy tán của thiên. Vì thế thiên hồn tiêu phách tán sẽ ở tầng trời thứ 10 biến thành mưa máu, mai tán ở tán thiên. Tán thiên là do phục đạo tôn đặt tên, đặt tên là ứng nghiệm. Tán linh thần vương tắm trong mưa máu, nghiêm nghị nói, Lẽ nào Phục Đạo Tôn năm xưa thật sự nhìn thấy cảnh tượng này? Hay là cảm thấy cái tên tán địa không tốt lành đối với hậu thổ nương nương nên mới tiện miệng đổi thành tán thiên? Cái này thì chịu thôi, đế phần thiên quanh người hỏa diệm bùng cháy, hắn ngẩng lên nhìn trời, lạnh lùng nói. Theo ta tới tổ đình, ở đó còn có kẻ địch, tán linh thần vương nhíu mày, trận chiến này thực sự thảm liệt, thực lực của thiên quá mạnh, họ cố gắng hết sức mới luyện chết được thiên ở tán thiên, chúng tướng sĩ tử thương nghiêm trọng, toàn thân trọng thương, khó lòng có thể tái chiến, cho dù là hắn và đế phần thiên, thương thế cũng rất nặng, nếu tái chiến chắc chắn sẽ uy hiếp tới tính mạng của họ, giờ xuất chinh tổ đình chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt, giờ tới tổ đình chỉ e là sẽ chui đầu vào chỗ chết, tán linh thần vương trần trừ nói. Chư đế thương thế quá nặng, vẫn là ta và ngươi cùng tới tổ đình đi, đế phần thiên gật đầu, hai người dùng chút pháp lực còn lại bay tới tổ đình, dọc đường thấy hách liên khuê ngọc trong bát quan đại bại thế lực của hắn tổn thất cực lớn, đã không thể uy hiếp tới bác quan nữa. Sát trận của tổ đình vẫn đang cuồn cuộn, Trung Hoàng Thần đã tiêu hao cạn sức lực trong trận chiến này, nhưng Thánh Vũ Đế đã tới thay thế Trung Hoàng Thần. Hắc Bạch Nhị Đế thì bị Phong Hiếu Trung ngăn cản, Luân Hồi Thánh Vương cũng bị Phong Hiếu Trung giữ chân. Bên trong tổ đình 20 phục hy địa hoàng nhập trận, cộng thêm các đời thiên hoàng, đại toại, hoa tư, hậu thổ, trận chiến này gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Trung Nhạc đem theo Thái Tuế Thần Vương đi qua chứ không vào tổ đình, họ tới lãnh địa của hỗn độn thị, hỗn độn lão tổ vội tới đón, cười. Bệ hạ, chiến sự đang căng thẳng, tại sao lại tới hàng xá vậy? Trung Nhạc khách khí nói. Đạo huynh, ta tới mượn đường, mượn đường, hỗn độn lão tổ khựng lại, không hiểu hỏi. Dám hỏi bệ hạ muốn mượn đường nào, mượn đường hỗn độn sau lưng đạo huynh, Trung Nhạc đang nghe truyện trên TV audio CV cười ta từng được thất khiếu thần nhân chưa lên bờ đưa vào trong hỗn độn giấu trong mồm hắn trải qua một số việc rất kỳ diệu hỗn độn lão tổ sắc mặt hơi biến đổi sau lưng hắn chính là một mảnh hỗn độn mênh mông nơi đó liên kết vùng đất hỗn độn có thể thông qua đó vào trong hỗn độn mục đích hắn ở lại đây chính là để tương lai có thể trở lại hỗn độn bỏ mặt thế sự không ngờ chung nhạc lại mượn đường này của hắn nhưng chung nhạc lại nhắc tới việc hắn từng trốn trong mồm thất khiếu hỗn độn thần nhân vào trong hỗn độn khiến vị hỗn độn lão tổ này sắc mặt đại biến kêu lên thất thanh chẳng trách tương lai một mảng hỗn độn thì ra là do lúc đó sắc mặt hắn tối sầm lại dậm chân huỳnh huỳnh chung nhạc chớp chớp mắt khó hiểu đạo huynh tại sao đột nhiên lại thất thố như vậy hỗn độn lão tổ nói ngươi từng vào hỗn độn có nghĩa là đột nhiên cắt đứt mọi nhân quả vì thế tương lai của ngươi sẽ thay đổi có nghĩa là chung nhạc hiểu ra kêu lên ý ngươi là Thứ thay đổi tương lai của ta, không phải là đại tư mệnh phá hủy đế tinh của ta mà là khi ta vào trong hỗn độn đột nhiên thoát ra khỏi luân hồi của thế gian, Hỗn Độn lão tổ vội ngậm miệng không nói, thì ra là vậy, thì ra là vậy, hắn có cảm giác gạt được lớp sương mù, cười. Ta không phải muốn thoát khỏi luân hồi của thế gian lần nữa mà là thoát khỏi luân hồi của thời gian, vì thế muốn vào hỗn độn lần nữa để tới tương lai, Hỗn Độn lão tổ đáng thương nói. Bệ hạ tinh thông trụ quan, có thể tới quá khứ tương lai tại sao phải vào hỗn độn xem thời gian trong hỗn độn là một mảng hỗn loạn mà giờ thì không thể tới tương lai được chung nhạc lắc đầu vẫn có thể đi xem sao tương lai không phải hoàn toàn vẫn đục vẫn còn một số cảnh tượng không bị mờ ta ở tương lai nhìn không rõ nên muốn vào hỗn độn xem sao lần đó thất khiếu hỗn độn giấu ta trong miệng hắn giúp ta sống sót trong hỗn độn chắc hẳn đạo huynh cũng có cách như vậy hỗn độn lão tổ cẩn trọng nói nếu ta không có việc khác có thể đưa bệ hạ vào trong hỗn độn thôi nhưng thất khiếu đạo huynh bảo ta trông coi chiếc chuông này ta đã hứa thì phải bảo vệ nó không thể đưa bệ hạ vào hỗn độn được hắn sợ chung nhạc tức giận nên mới thận trọng như thế chung nhạc cười ôn hòa đạo huynh đã có việc thì lần này không phiền đạo huynh nữa thái tuế thần vương ra đây đi thái tuế thần vương nhảy ra khỏi nguyên thần bí cảnh của hắn rơi xuống đất chung nhạc cười. Ta trốn trong cơ thể thái tuế có thể bơi trong hỗn độn. Tương lao một mảng vẫn đục, đạo huynh có thể không muốn bước tới tương lai, nhưng cũng may là thái tuế thần vương thì sẽ không như vậy. Hỗn độn lão tổ thấy thái tuế thần vương, kêu lên. Huyết nhục của đại tư mệnh, chung nhạc kinh ngạc, hỗn độn lão tổ vội nó. Ta từng thấy vị đạo hữu này trong hỗn độn, biết hắn là do nhục thân của đại tư mệnh biến thành, đạo huynh biết nhiều thật, chung nhạc nói dám hỏi còn việc mượn đường hỗn độn lão tổ trần chừ nói đương hiên không dám ngăn cản bệ hạ chỉ là tương lai vẫn đục bệ hạ phải cẩn thận đừng mất phương hướng nếu cảm thấy không thể tiến tiếp thì trở lại ta dùng tiếng nói gọi để dẫn đường cho bệ hạ chung nhạc cảm ơn đưa thái tuế thần vương tiến về phía hỗn độn khí phía sau đột nhiên dừng lại nói đạo huynh chiếc chung này tên là gì hỗn độn lão tổ nói luôn tiên thiên chung Đến khi nói rồi hắn liền hối hận, thầm kêu khổ. Thái Hoàng tới đây thì ra để hỏi ta câu này. Ta biết tại sao hắn lại mượn đường này của ta. Hắn rõ ràng có thể thông qua phù tan thụ để vào hỗn độn, chung nhạc cười. Tiên thiên chung. Thì ra là tượng trưng vũ trụ cổ. Vậy thì chiếc chuông mà người thường không nhìn thấy kia chắc chắn là hư không chung rồi, tượng trưng cho hư không giới. Nói rồi hắn đưa tay khẽ vạch một đường, thân thể thái tuế thần vương tách ra chung nhạc đi vào trong thái tuế thần vương lăn vào trong hỗn độn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha hỗn độn lão tổ sắc mặt hoang mang đi tới đi lui lẩm bẩm giờ phải làm sao có cần cho vị đạo huynh đó biết không hắn chần chừ không quyết đột nhiên từ ngoài vọng tới tiếng nói không cần ta biết rồi để khi hắn ra khỏi hỗn độn ta sẽ nói rõ với hắn hỗn độn lão tổ vội nhìn sang, chỉ thấy thất khiếu hỗn độn thần nhân đã tới vùng hỗn độn thánh địa này, rõ ràng đã bị chung nhạc dụ tới, nghe thấy lời hắn vừa nói, đạo huynh, hắn đã phát hiện tiên thiên chung, dựa vào tiên thiên chung suy đoán ra nó tên là hư không chung, vậy hắn chắc chắn cũng có thể suy đoán ra những chiếc chuông khác, hỗn độn lão tổ ra đón, nói. Mấy chiếc chung của ngươi, về tên hay công dụng có lẽ không qua mắt được hắn, sẽ bị lần lượt đoán ra, thất khiếu hỗn độn thần nhân gật đầu từ tốn nói đương nhiên không che mắt được hắn hỗn độn lão tổ lo lắng nói vậy không phải đã thay đổi quỹ đạo tương lai khiến tương lai càng thêm hỗn loạn ngươi ra từ hỗn độn biết trước sự việc chỉ cần tương lai không thay đổi chút nào thì mới giúp ngươi nắm bắt tiên cơ nhưng giờ tương lai thay đổi không phải khả năng thắng của ngươi sẽ càng ngày càng nhỏ sao thất khiếu hỗn độn thần nhân chần chừ nói luôn có những việc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Thực ra khi ta cứu vị luân hồi thánh vương còn lại thì tương lai đã thay đổi rồi, sẽ không diễn er theo như quỷ đạo ta biết nữa. Kỳ diệu hơn là sự thay đổi này dẫn hắn đi theo con đường chưa biết. Con đường này là tốt hay xấu, sẽ có hậu quả gì đến ta cũng không biết. Vì thế ta chỉ còn cách đợi hắn xuất hiện, nói rõ nguyên nhân hậu quả cho hắn. Hỗn độn lão tổ thở dài cũng có khả năng tương lai càng thêm đục, thất khiếu hỗn độn gật đầu. Có thể sẽ hoàn toàn đục ngầu, tương lai đục hoàn toàn, hỗn độn sinh vật không còn chỗ đứng, chỉ e sẽ lên bờ hết, hỗn độn lão tổ chớp mắt. Chắc ngươi biết sinh linh hỗn độn chúng ta có những người tới từ tương lai, lại có từ quá khứ. Nếu hắn hủy diệt tương lai thì nhân quả trong đó, thần quan quanh thất khiếu hỗn độn lay động, đột nhiên thần quan biến mất hoàn toàn, để lộ ra một gương mặt kiên nghị, ánh mắt mang ý chí hằng cổ bất động, hỗn độn cũng không thể phá hủy. Đó là ý chí chỉ có khi được rèn luyện khổ ải, không thể học được, hắn thản nhiên nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của những đạo hữu kia rồi, trong hỗn độn, thái tuế thần vương rơi vào trong, giải dụa không ngừng. Trong hỗn độn không có khác biệt về không gian thời gian. Ở đây không có bất cứ đại đạo nào, mọi thần thông đạo Pháp đều mất tác dụng, chung nhạc thò đầu ra từ trong cơ thể thái tuế thần vương, hỗn độn tấn công vô cùng lợi hại thái tuế thần vương chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà bản lĩnh của hắn đối kháng với hỗn độn thì không bằng thái tuế dù sao thì nhục thân cũng thua kém một bậc nhưng diện tích chung nhạc tiếp xúc khá nhỏ không đến mức nguy hại tới tính mạng của hắn chỉ khiến da đầu hắn không ngừng rơi xuống biến thành hỗn độn khí nhục thân của hắn vẫn có thể chống trọi được nếu nhục thân của hắn ngâm hoàn toàn trong hỗn độn khí thì sẽ nguy hiểm hỗn độn sẽ liên tục ăn mòn nhục thân của hắn trong thời gian ngắn tuy không lấy mạng nhưng nếu dẫn phát dấu ấn hỗn độn thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm dấu ấn hỗn độn xâm thực từ mọi phương diện khuyết nhục hồn phách đại đạo tinh thần đều đồng hóa thành hỗn độn khí hung ác tới cực hạn vì thế hắn buộc phải dùng thái tuế thần vương làm vỏ ngoài chống lại hỗn độn thì mới bước vào hỗn độn khí được ở trong hỗn độn hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị thời gian đối với sinh linh trong vũ trụ là một đường thẳng một sinh mệnh chỉ có thể tiến về phía trước trên đường thẳng đó không thể quay đầu. Nhưng ở đây thì vô cùng cổ quái, thời gian không phải đường thẳng không thể quay đầu mà là một dòng sông dài, sinh linh trong vũ trụ chỉ là cảnh tượng trên sông, cho dù là những kẻ cường đại nhất, cả đời họ đối với sinh vật hỗn độn mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sinh vật hỗn độn chậm chạp bơi, từ quá khứ tới tương lai, rồi lại từ tương lai về quá khứ, hình thái của chúng thì thiên biến vạn hóa, không có hình thái cố định, vô cùng kỳ diệu, chúng bơi trong hỗn độn nhìn hết bi hoang ly hợp của vô số sinh mệnh trong thời gian, nhưng với hỗn độn mà nói thì thế giới là một mảng đục ngầu, khiến chúng không muốn bước chân vào. Những sinh vật hỗn độn này mơ mơ màng màng không có tư duy, không có ý thức, chúng bơi trong dòng sông thời gian, có lúc sẽ gặp tiêu thạch, đó là giao giới giữa hỗn độn và hiện thực. Ví dụ như phù tan thụ liên kết hỗn độn, nó chính là một mảnh tiêu thạch trong hỗn độn. Ở đó có hỗn độn hải, sinh vật hỗn độn có thể thôn vệ mặt trời mọc lên từ trong hỗn độn. Tiêu thạch tương tự còn có vài chỗ khác, ví như nơi chung nhạc vào hỗn độn lần này cũng là một mảnh tiêu thạch, là nơi hỗn độn lão tổ mở ra. Đạo giới quá khứ cũng có một mảnh tiêu thạch, là do chung nhạc, khởi nguyên phá tan đạo giới cũ, tạo thành lỗ hổng đạo giới. Khi tứ diện thần còn là sinh vật hỗn độn đã bị chặn lại ở đó, chung nhạc nhìn thấy thời gian bị cắt đứt, ở đó là một vùng đục ngầu, giờ hắn có chút hiểu tại sao sinh vật hỗn độn không thể bước vào trong đó dòng sông thời gian đứt rồi thời gian như nước mà phía trước của dòng sông thời gian không còn nước nữa nước đứt dòng chảy sinh vật hỗn độn không thể bơi tới được tương lai không tồn tại đương nhiên không thể bước vào tương lai dòng thời gian không phải bị cắt đứt hoàn toàn vẫn còn những cảnh tượng ngắt quãng những cảnh đó chính là việc chung nhạc muốn nhìn thấy chỉ đáng tiếc thái tuế thần vương không thể bơi tới được hỗn độn cũng không thể qua đó thái tuế thần vương vẫn không bằng sinh vật hỗn độn đương nhiên không thể bơi qua chỉ còn cách đợi đoạn thời gian này tiếp tục tiến về trước thì mới bơi qua được ủa quả nhiên là một cái vòng chung nhạc giật mình đột nhiên thấy một đạo thời gian hình tròn ẩn hiện trong thời gian vẫn đục vòng tròn thời gian đó cắt vào trong vùng vẫn đục ngắt quãng không liền mạch mà vòng thời gian đó có một phần cắt với vòng tròn thời gian khác đó chính là vòng luân hồi mục đích của hắn lần này chính là để tìm vòng luân hồi của chính mình tìm cách thoát khỏi luân hồi hắn định thần lại từ trong hỗn độn nhìn thấy thời gian khác với việc trở về quá khứ về quá khứ chỉ có thể quan sát từng chút một cần tự chỉnh lý thông tin mình có được rồi suy đoán đáp án còn từ hỗn độn có thể thấy chỉnh thể bằng góc độ của người ngoài quan sát vòng thời gian chung nhạc cho tâm thần chìm xuống một vòng thời gian khác là vòng luân hồi của khởi nguyên đạo thần đúng như hắn nghĩ khởi nguyên đạo thần từ hỗn độn lên bờ sau khi tới khởi nguyên thánh địa thì vòng luân hồi bắt đầu tách ra một đạo, có nghĩa là khởi nguyên đạo thần từ đó thoát khỏi vòng luân hồi. Còn vòng luân hồi của Trung Nhạc thì là một vòng tròn, không tách ra một đạo khác, nghĩa là hắn vẫn trong luân hồi. Hắn nhìn thấy nơi xa nhất của vòng luân hồi của mình, 50 năm sau trong tương lai hắn chiến tử, sau khi bị hỗn độn thôn phệ thì nơi bắt đầu lại là thương cốc của 200 vạn năm trước. Quả nhiên là vậy, tâm thần Trung Nhạc khẽ chấn động, hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, vòng luân hồi đó có nhiều đốt, mỗi đốt đều là thương cốc, vậy làm sao để thoát khỏi vòng luân hồi này, hắn tìm kiếm rất lâu không thấy điểm để thoát khỏi luân hồi. Nhưng luân hồi này có rất nhiều bị đứt, nơi đó là một vùng vẫn đục, nhưng không lâu sau lại liền lại, một lúc lâu sau hắn thu ánh mắt về, đờ đẫn nói. Thái tuế, chúng ta quay về, thái tuế thần vương cố gắng bơi về tiêu thạch mà hỗn độn lão tổ mở ra. Hỗn độn mênh mang, thái tuế thần vương bơi không biết bao lâu mới tới được mảnh tiêu thạch kia nhưng ở đây thời gian không có bất cứ ý nghĩa gì dù dùng bao nhiêu thời gian cũng chẳng là gì chung nhạc sử người suy nghĩ không hề để ý thái tuế thần vương đã tới bên cạnh tiêu thạch đột nhiên tiếng của hỗn độn lão tổ truyền tới bệ hạ hỗn độn không nên ở lâu hãy sớm quay về chung nhạc tinh thần khẽ chấn động cùng thái tuế thần vương lên bờ tiếng của hỗn độn lão tổ đồng thời truyền tới cười lên rồi, lên rồi. Bệ hạ, việc của các ngươi tự giải quyết. Ta không muốn liên quan quá sâu, sau này ta còn phải trở về Hỗn Độn nữa. Chung Nhạc khựng người, thấy Hỗn Độn lão tổ đột nhiên đi xa, trước mặt hắn là Thất Khiếu Hỗn Độn thần nhân, Thái Tuế thần vương, ngươi cũng đi xa một chút, Chung Nhạc vẫy tay, Thái Tuế thần vương vội tấp tỉnh đi xa, Chung Nhạc nhìn Thất Khiếu Hỗn Độn trước mặt, mở mồm nhưng không nói. Thất Khiếu Hỗn Độn thần nhân tiến lại đứng sánh vai với hắn hai người một người nhìn về hỗn độn, một người nhìn về thế giới bên ngoài. Quanh người thất khiếu hỗn độn vẫn bao phủ bởi thần quan, trong thần quan là một đôi mắt chiếu rọi nhìn hỗn độn khí, nói trước. Ngươi đã thấy gì trong hỗn độn, chung nhạc mắt nhìn về thế giới bên ngoài, ba mắt bắn ra thần quan, ba đạo thần quan lộ ra cảm xúc phức tạp. Ta đã thấy thương cốc. Thất khiếu hỗn độn khẽ gật đầu. Vẫn là thương cốc, vẫn là phù tan thụ, đó là cây linh căn duy nhất liên kết hỗn độn, rất nhiều việc đều xảy ra dưới phù tan thụ tại thương cốc, giọng chung nhạc có chút khàn lại. Ta thấy ta câu hỗn độn lần thứ hai ở thương cốc. Câu lên một con sinh vật hỗn độn đã có ngũ khiếu, ta khắc cho nó hai khiếu còn lại, rồi hắn biến thành ta, hắn nghèn nghẹt nói. Ta điêu khắc chính mình, hai người quay lưng lại với thế giới của đối phương. Một bên là hỗn độn mênh mang, một bên là hiện thực bao la, mỗi bên đều vô cùng hoa lệ và hấp dẫn. Ngươi đã trải qua điều gì? Chung nhạc hỏi người bên cạnh, thất khiếu hỗn độn thần nhân xua tan thần quan quanh người, lộ ra gương mặt vừa quen vừa lạ, giống hệt chung nhạc. Điều khác duy nhất là hắn không có thần nhãn của phục hy thần tộc. Ta đã trải qua việc ngươi phải trải qua trong tương lai. Thất khiếu hỗn độn thần nhân bình tĩnh nói. Thất bại của ngươi, ngươi đã chôn vùi mọi thứ trong thất bại, rồi tới cái chết, sự không cam lòng, sát khí, quán nộ, chấp niệm, của ngươi, hồi sinh trong hỗn độn, ngươi sau này phải trải qua những việc đó, cuối cùng biến thành ta. Còn ta sẽ thoát khỏi luân hồi này khi ngươi chết, thay đổi tương lai, hắn quay người lại, chung nhạc cũng quay lại, hai người đều nhìn thấy gương mặt lạ mà quen, giống hệt nhau, chỉ có thần nhãn là khác, ta chính là ngươi, ngươi khi đem theo phẫn nộ vô tận và chấp niệm phục thù từ hỗn độn lên bờ, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, từ tốn nói. Trung nhạc và hắn ở tương lai nhìn nhau, hai người đều trẻ như nhau, chỉ là hắn bước ra từ hỗn độn nhìn có vài phần tan thương, nhưng trong ánh mắt hai người đều chất chứa ý chí cường đại giống hệt nhau, đó là đạo tâm bất diệt, chung nhạc quan sát bản thân mình, thần nhãn của hắn chưa có, có chút không hoàn hảo, người tạo hai mắt cho hắn là hạo dịch đế, hạo dịch đế câu được hắn từ hỗn độn, hỏi tương lai, khắc cho hắn hai con mắt để báo đáp, nhưng không khắc thần nhãn thứ ba, đây có lẽ là điểm duy nhất khác giữa họ về nhục thân khởi nguyên thần vương từ hỗn độn trở về quá khứ nuốt chửng chính hắn trước kia biến thành khởi nguyên đạo thần thoát khỏi luân hồi của chính mình chung nhạc hỏi tại sao ngươi không nuốt chửng ta tại sao chọn cách che giấu gương mặt thật sự của mình vì chúng ta không chiếm ưu thế thất khiếu thần nhân bình tĩnh nói cho dù có nuốt ngươi thì ta cũng không chiếm ưu thế được ta thắng ở điểm ta biết tương lai nhưng tương lai với ta mà nói lại là quá khứ ta không thể tùy tiện thay đổi nó thay đổi nó là thay đổi ưu thế của ta ta phải có ưu thế mới với điều kiện không thay đổi tương lai ta có thể đợi khi ngươi chết đi chính là lúc ta thoát khỏi luân hồi chung nhạc có chút không hiểu ngẩng lên nhìn tiên thiên chung chiếc tiên thiên chung đó được đúc từ vật chất trong hỗn độn tĩnh lặng xoay chuyển thỉnh thoảng lại phát ra tiếng keng keng ngoài chiếc tiên thiên chung này còn có hư không chung ngoài hư không chung chắc còn có lục đạo chung luân hồi chung đạo chung tử vi đạo chung, ta hiểu ngươi đang làm gì, chung nhạc vẫn có chút nghi hoặc, nói. Ta và ngươi liên thủ, đáng lẽ phải là vô địch mới phải. Tại sao, khởi nguyên bọn họ chưa từng là kẻ địch của ngươi, cho dù ngươi có giết khởi nguyên thì cũng không thay đổi được kết quả, thất khiếu thần nhân ngẩng lên nhìn đạo giới. Kẻ tiêu diệt ngươi không phải khởi nguyên mà là đạo giới. Cuối cùng ngươi chết dưới đạo quan của đạo giới, chung nhạc khẽ chấn động, hắn trầm mặt hồi lâu mới nói ngươi vẫn giết ta ở tương lai, ta đã thấy cảnh đó, chiêu cuối cùng giết ta là do ngươi phát ra, thất Kiếu thần nhân nói. Ta có chừng mực, chiêu đó của ta là chặn đạo quan của đạo giới giúp ngươi chết mà chưa chết. Sau khi ngươi chết ta sẽ bạo phát, liên thủ với luân hồi thánh vương giết khởi nguyên, tứ diện thần và hắc bạch nhị đế. Chúng đã bị ta dùng hỗn độn khế ước khống chế, không thể không ra tay, chung nhạc nghi hoặc. Vậy tại sao ngươi lại muốn gặp ta, cho ta biết việc này, thất khiếu thần nhân thản nhiên nói. Ta vốn dĩ vẫn sẵn sàng cho trận chiến sau khi ngươi chết, nhưng mãi tới không lâu trước ta phát hiện ngươi đã phát giác ra luân hồi của chính mình và thay đổi một số thứ. Ví dụ như thôn vệ trường sinh linh căn, ví như phong đạo tôn hạ giới. Tương lai này đã khác với những gì ta trải qua. Có lẽ ngươi có thể làm được việc mà ta chưa từng làm được. Ngươi không phải muốn biết ta đã trải qua những gì sao, ta sẽ đưa ngươi đi xem những gì ta trải qua. Mi tâm của thất khiếu thần nhân bỗng bắn thần quang, nhấn chìm chung nhạc, trận chiến cuối cùng, tổ đình hủy rồi, đại toại, lôi trạch, hoa tư, hậu thổ chết rồi, các đời toại hoàng, các đời phục hy địa hoàng, tất cả đều đã chiến tử, con trai của chung nhạc cũng chiến tử trên chiến trường, chung nhạc một mình đi trên chiến trường tan thương, chiến kỳ đổ rạp, binh đao gãy đôi, thi thể thân nhân la liệt, khói bụi và tịch dương. Thánh vũ đế chống lá cờ của Phục Hy Thị, đứng đó, Phụ Hoàng, Hài Nhi và ca ca tỷ tỷ đã không làm nhục thanh danh của người, không làm nhục thanh danh Phục Hy, bọn con vẫn luôn chiến đấu, không hề đầu thàn. hắn cười với chung nhạc, nói, rồi hồn phách hắn tiêu tan, thiên đình trống rỗng, chỉ còn lại một mình chung nhạc đứng giữa chiến trường tan thương, tiếng thét xé phổi tựa như con sói cô độc bị thương truyền tới, ý chí bất khuất, nộ hỏa bất diệt, vị đế hoàng này bạo phát, khiêu chiến với kẻ địch của hắn khởi nguyên, tứ diện thần, thiên, thất khiếu thần nhân, hắc đế, bạch đế bao vây, trận chiến kinh thiên động địa, cuối cùng chung nhạc vẫn là chiến tử, hỗn độn khế ước bạo phát, nuốt chửng hắn, thi thể hắn biến mất trong hỗn độn, cho dù là tử vong, cho dù là hỗn độn cũng không thể hủy diệt hắn. dục thân chung nhạc trong hỗn độn không ngừng bị xâm thực khiến hắn thay đổi hoàn toàn nhưng không hề bị hủy diệt. Lâu dần, thi thể đó biến thành một con sinh vật hỗn độn, mơ mơ màng màng, không biết thị phi không biết nhân quả chỉ bơi trong hỗn độn hắn tới lúc vũ trụ sơ khai thấy đại tư mệnh thế là liều lĩnh chạy tới khen ngợi tán dương sinh mệnh đầu tiên của thế gian hắn bơi trong hỗn độn quá lâu rồi từ khởi thủy của thời gian bơi tới điểm tận cùng của thời gian từ điểm tận cùng lại chạy về lúc khởi thủy dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó cứ bơi qua bơi lại những sinh vật hỗn độn khác cũng bơi theo hắn có một hông hỗn độn tách ra xuất hiện một vết nứt lớn hắn vô tình đá một con hỗn độn khác rơi vào vết nứt kia khiến nó bị hút vào, dãy dụa nhưng không thoát ra được, đành mắt trong đó, rồi hắn và các hỗn độn khác kiểm tra một lượt, thấy con hỗn độn kia cuối cùng vẫn rơi vào trong thời quan, thế là rời đi, rồi không biết bao lâu sau, hắn dẫn theo các hỗn độn bơi qua bơi lại, thấy bờ hỗn độn, ở đó có một ngọn phù tan thụ. Trên cây có một con chim lớn sinh sống, còn có mặt trời nhô lên từ hỗn độn hải. Các hỗn độn tìm kiếm đồ ăn ở đây, Ăn không ít mặt trời, không biết từ bao giờ trong hỗn độn bay tới một chiếc bình, một con hỗn độn cảm thấy chiếc bình này có lẽ không phải thứ của hỗn độn nên đưa nó lên bờ. Rồi hắn và các hỗn độn khác thấy chiếc bình được mở ra, con sinh vật hỗn độn đó cũng lên bờ, ăn con chim lớn trên cây và đi cùng sinh vật trong nơi này. Hắn và các hỗn độn gọi lại sinh vật hỗn độn đi mất kia nhưng đối phương không quay đầu lại. Hắn nghĩ rồi cất chiếc bình trống rỗng đi, hỗn độn hải trở thành nơi giải trí của hắn các hỗn độn vui vẻ bơi qua bơi lại nơi này bỗng có một ngày con chim lớn bị một thiếu niên đầu rồng thân người đuổi đi thiếu niên đó ở lại nơi này không biết vì lý do gì hắn đưa chiếc bình mà mình thất giữ lên bờ được thiếu niên kia vui vẻ nhặt lên tặng cho một nữ tử đầu người thân trắng nữ tử đó rất vui một chiếc bình đó ở bên hông hắn cũng rất vui luôn muốn nói chuyện với thiếu niên đầu rồng thân người kia nhưng lại không biết nên nói những gì cuối cùng một ngày thiếu niên kia dùng một phần mặt trời câu hỗn độn hắn cắn chặt mặt trời cắn câu các sinh vật hỗn độn khác đều không hiểu nhìn hắn bị câu lên thiếu niên kia phấn khích nói hỗn độn cái gì cũng biết này ta muốn hỏi hắn đã giải đáp câu hỏi khó của đối phương thiếu niên kia rất vui mừng hỗn độn ngươi không có mồm ta sẽ tạo cho ngươi một cái mồm rồi thiếu niên đầu rồng kia khắc ra một cái mồm đúng rồi ta tham ngộ ra một số thiên đạo đồ ngươi giúp ta chút hắn lại trở về hỗn độn, nhìn sự hưng suy trong thời gian, bi hoang ly hợp của vô số sinh linh, nhưng hắn vẫn thích du ngoạn trong hỗn độn hải. Hôm nay hắn thấy một người trẻ tuổi thần thái phi phàm khác ở hỗn độn hải, ngốc nghếch dùng mặt trời câu hỗn độn, không biết vì lý do gì mà hắn lại cắn câu. Thanh niên trẻ tuổi kia tên là Hạo Dịch, muốn biết tương lai, hắn cho Hạo Dịch biết về tương lai mà hắn biết, Hạo Dịch rất vui, khắc cho hắn hai con mắt, ta muốn có ba hắn còn chưa nói hết thì hạo dịch đã đi mất rồi hắn lại lang bạc trong hỗn độn rất lâu nữa hắn vẫn rất thích ở trong hỗn độn hải tới một ngày một vị lão giả đầu người thân rắn câu được hắn khắc cho hắn hai chiếc tai hỏi về tương lai rồi cũng bỏ đi lão giả đó tự xưng là phục hắn tiếp tục đợi ở hỗn độn hải có chút mong chờ nhưng cũng không biết hắn đang chờ cái gì cho tới một ngày hắn thấy một thiếu niên ngơ ngẩn coi mình thành mặt trời để câu hắn nhưng lại khiến hắn có cảm giác vô cùng thân thiết hắn vẫn mắc câu thiếu niên đó đòi hắn thiên đạo đồ mà hắn thì nói ra rất nhiều thân phận của thiếu niên đó trong tương lai hỗn độn mênh mang vô tận thiếu niên phục hy đó trưởng thành lại một lần nữa câu được hắn hắn vẫn mắc câu đại toại cho ta cái mồm hạo dịch cho ta mắt phục cho ta tai giờ ta vẫn chưa có mũi nếu ngươi khắc cho ta mũi thì ta sẽ nói cho ngươi những gì ta biết hắn cười nói với phục hy kia phục hy giúp hắn khắc mũi đúng lúc này vô số ký ức bỗng chốc tỉnh lại, ý chí bất diệt, đạo tâm bất diệt, chấp niệm phụ thù vô cùng vô tận, đến hỗn độn cũng không thể luyện hóa, tất cả đều hồi tỉnh, hắn đã hồi sinh, hắn nghĩ tới việc trở lại quá khứ có thể làm được rất nhiều việc, hắn có thể tới đạo giới giải cứu lôi trạch đạo thần và hậu thổ đạo thần, hắn có thể thay đổi tương lai, rồi hắn bị đạo giới đánh xuống, cuối cùng hắn bình tĩnh lại, thực lực của hắn vẫn không đủ để chống lại đạo giới và trận luân hồi này ưu thế lớn nhất của hắn hiện giờ chính là hắn biết tương lai biết hướng đi của tương lai biết đạo pháp thần thông của tương lai hắn vừa ra khỏi hỗn độn vẫn cần tu luyện nắm chắc mọi thứ hắn biết thế là hắn bình tĩnh rất nhiều năm khi chung nhạc kéo đạo giới vào luân hồi đã tranh thủ vào đạo giới trở thành đạo thần chiến lực của hắn đã không ai có thể sánh bằng nhưng với đạo giới hắn vẫn còn chút sợ hãi những gì hắn biết về tương lai sẽ trở thành một thứ vũ khí khác của hắn nên hắn ra tay cứu thiên để thiên lập lời thề hỗn độn, rồi lại cứu luân hồi thánh vương, để hắn lập hỗn độn khế ước với hắn, nhưng hắn vẫn chưa có thủ đoạn gì đối phó được đạo giới, hắn dám khẳng định khi giết bọn khởi nguyên đạo thần, đạo quan của đạo giới chắc chắn sẽ tấn công hắn, ta không nên cứu luân hồi thánh vương kia, vì cứu hắn mà tương lai thay đổi càng ngày càng nhiều, dị tượng biến mất, chung nhạc vẫn đứng bên cạnh thất khiếu thần nhân. Thất khiếu thần nhân lặng lẽ nói Không cứu luân hồi thánh vương còn lại hai luân hồi thánh vương sẽ hợp thể thực lực đại tăng tổ đình chắc chắn bị hắn hủy diệt ngươi hủy diệt khu thứ bảy luân hồi giết luân hồi thánh vương vì thế hắn không xuất hiện trong trận chiến cuối cùng thế nhưng giờ luân hồi thánh vương giờ vẫn còn sống trường sinh đế vốn không nên chết thì lại chết bị ngươi ăn mất rồi hắn nghi hoặc nói ta cảm thấy có lẽ ta không nên để đoạn lịch sử này tiến triển theo như ta biết ta muốn xem xem có thể làm được những gì sau đó thiên vốn nên xuất hiện trong trận chiến cuối cùng chết đi. Ta nghĩ, có lẽ, có lẽ, ngươi có thể giải được trận luân hồi này chưa biết chừng, ta không thấy tương lai của ta, thất khiếu thần nhân, phải gọi là thất khiếu trung nhạc, có vẻ suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là sau ngươi không lâu thì ta sẽ chết. Ngươi chết rồi, ta giết khởi nguyên, tứ diện thần và hắc bạch nhị đế, thân phận của ta bị bại lộ, đạo giới giết ta, sau đó ngươi trà trộn vào hỗn độn hồi sinh, biến thành ta ta lại đánh ngươi vào hỗn độn rồi ta chết dưới đạo quan của đạo giới rồi ngươi lại vào hỗn độn hồi sinh đó chính là vòng luân hồi của chúng ta chung nhạc nổi da gà hắn từng dùng thủ đoạn này hắc đế của quá khứ bị hắn dùng thủ đoạn của bác đạo luân hồi phong ấn trong thời không cầu chính là luân hồi hết lần này tới lần khác tử vong hồi sinh tử vong lại hồi sinh khi chung nhạc tạo ra vòng luân hồi cũng dùng tới thủ đoạn này thiên và tứ diện thần khi tóm về phía vòng luân hồi cũng gặp tình hình tương tự tay tóm về phía vòng luân hồi của họ bị chặt đứt hết lần này tới lần khác nhưng chung nhạc dùng tới bác đạo luân hồi thời không đại luân hồi vẫn còn điểm chưa hoàn hảo dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành thời không đại luân hồi chỉ là dựa vào luân hồi đằng hoặc luân hồi đại đạo để thi triển rất dễ bị những cường giả cường đại nhìn ra ví dụ như thiên và tứ diện thần đều tỉnh ra trong quá trình luân hồi cuối cùng mời luân hồi thánh vương tới giải cứu còn luân hồi mà trung nhạc phải đối diện thì khác nếu thất khiếu trung nhạc cũng không nhìn thấy tương lai của chính mình thì đó chính là một vòng tuần hoàn chết căn bản không thể giải trừ mà vòng luân hồi này rốt cuộc đã luân hồi bao lâu rồi là lần đầu hay đã diễn ra vô số lần rồi điều này chỉ e ngay cả thất khiếu trung nhạc bước ra từ hỗn độn cũng không thể trả lời sau khi ta được ngươi khách cho khiếu thứ bảy tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này thì ta bắt đầu bố trí thất khiếu trung nhạc nói tiếp Đạo giới, vô cùng cường đại, đạo quan của đạo giới, căn bản không thể giải trừ. Dù là ai, chỉ cần uy hiếp tới đạo giới là sẽ bị đạo giới trừ bỏ. Là thần ma không thể đi ngược lại với đạo, đối diện với đạo muốn giết ngươi thì ngươi chỉ còn cách chấp nhận. Trung nhạc rất đồng tình, đạo giới được tạo thành thuần túy từ đạo hắn nắm giữ thời gian. Tuy thời gian trong luân hồi thiên cầu không dài nhưng tăng tốc thời gian. Thời gian dành để nghiên cứu đạo quan của đạo giới có lẽ cũng mấy trăm triệu năm, dù là luyện khí sĩ hay thần ma, hoặc là đại đế, đạo thần, đều tu đạo. Đạo muốn giết ngươi, ngươi không thể làm gì, đạo quan của đạo giới quả thực không thể giải trừ. Giờ đạo quan của đạo giới tuy bị nhốt trong luân hồi, nhưng hắn không thể nhốt đạo quan đạo giới mãi được. Đạo quan sẽ thoát ra và giết hắn, hơn nữa, đạo quan đạo giới có thể không chỉ có một, có lẽ sẽ có vô số đạo đạo quan. Đạo giới trước kia bị tàn khuyết, không có đạo quan, nhưng giờ nó đã hoàn hảo đạo quan đạo giới cũng trở thành thanh kiếm sắc lẹm trên đầu tất cả sinh linh khi ta mới ra khỏi hỗn độn tu vi thực lực vẫn chưa cao ta buộc phải nâng cao thực lực bản thân nên ta đã mở ra một vùng không gian thời gian khác trong hỗn độn thất khiếu chung nhạc nói không gian đó được luyện chết mô phỏng theo tự thân ta cũng chia thành lục giới phụ thêm hai bí cảnh vũ và trụ để cũng có tám tòa bí cảnh này ta đã thu thập rất nhiều bảo vật trong hỗn độn luyện chế thành 8 chiếc chuông khác nhau, chung nhạc tim khẽ động, ngẩng lên nhìn tiên thiên chung. Tiên thiên chung, hư không chung, chính là hai trong số 8 chiếc hỗn độn chung, thất khiếu chung nhạc nói. Chiếc hỗn độn chung này là bảo vật ta dùng để tiếp dẫn tiên thiên thần ma đã chiến tử, giao cho hỗn độn đạo hữu cho hắn trấn thủ. Hư không chung thì ta đã cứu một luân hồi thánh vương và để hắn trấn thủ. Chiếc chuông này tiếp dẫn linh hồn hậu thiên thần ma chiến tử, nhưng những ai hồn tiêu phách tán thì không thể làm gì được còn chúng sinh tử nạn trong kiếp nạn còn cần lục đạo chung của ta chỉ tiếc không có cường giả trấn thủ lục đạo chung thất khiếu chung nhạc tinh thần phấn chấn cười ta không định thay đổi tương lai ngươi trải qua sở dĩ có hành động này là muốn cứu những thân hữu chiến tử trong trận đại kiếp này như đại toại lôi trạch hoa tư vợ con họ buộc phải chết một lần vì thế họ muốn ta đích thân giết chết vậy có thể đảm bảo họ sẽ được tiên thiên chung và hư không chung tiếp dẫn. Nhưng nếu ta tương lai cũng chết thì việc làm này của ta chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa. chung nhạc trầm mặt, hắn cũng nhìn thấy tương lai rồi, tuy vẫn chưa trải qua nhưng cũng có đồng cảm. Cho dù thất khiếu chung nhạc có trở thành đạo thần, thì chỉ sợ cũng rất khó khăn mới mở được hỗn độn, luyện chế ra 8 chiếc hỗn độn chung. Hắn vì muốn bảo vệ thân hữu, tiêu hạo đạo lực quá nhiều, nhưng không muốn nhìn thấy kết cục tương lai vẫn tử vong tám chiếc chuông này cũng là chí bảo để ta đối phó với đạo giới đạo quan của đạo giới tuy có thể tiêu diệt mọi đối tượng chỉ cần tu luyện đại đạo là đều bị giết nhưng tám chiếc chuông này được luyện từ hỗn độn khí hỗn độn không nằm trong đại đạo của đạo giới ta muốn có sức mạnh mạnh hơn cả đạo giới thất khiếu chung nhạc sắc mặt cổ quái nói thế nhưng sau khi tám chiếc chuông này luyện thành ta vẫn không nhìn thấy tương lai của mình. Ta trong tương lai vẫn chết, có thoát được ra không, đó mới là quan trọng, hắn nói tiếp. Cũng chính vì lý do này ta không ngăn ngươi giết thiên. Cục thế hiện tại đã khác với những gì ta trải qua. Tuy tai kiếp ta từng trải qua đã xảy ra nhưng rất nhiều đối tượng đã chết trong tai kiếp đó lần này lại không chết, còn những người không chết thì lại chết. Ta không ngăn cản ngươi chính là muốn xem chúng ta có khác n không, chung nhạc sửng người họ không phải cùng một người sao, tại sao thất khiếu chung nhạc lại nói liệu họ có khác không, ta sinh ra từ trong thi thể ngươi, dù sao cũng không phải ngươi một cách hoàn hảo, thất khiếu chung nhạc từ tốn nói. Ý thức của ta là sự không cam lòng, sát khí, quán niệm, thù hận, phẫn nộ, lưu luyến. Tuy ta có ký ức của ngươi nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Luận thần thông ngươi hiện giờ không bằng ta. Luận chiến lực giờ ngươi cũng không bằng ta nhưng ngươi là ta một cách hoàn hảo có lẽ ngươi có thể làm những việc ta không thể có thể ngươi có thể thoát khỏi luân hồi này trước kia ta không gặp ngươi là vì ta biết tính cách của ta cho dù ngươi biết tương lai cũng sẽ không làm theo ý ta chắc chắn sẽ muốn thay đổi tương lai chúng ta đều cứng đầu như vậy có đúng không chung nhạc gật đầu cười nghe chính mình nói bản thân cứng đầu đúng là có cảm giác kỳ lạ thất khiếu chung nhạc nói nhưng giờ ta muốn gặp ngươi nói với ngươi những gì ta biết có lẽ có thể giúp ngươi phá giải luân hồi này ánh mắt chung nhạc lay động nếu ta phá giải luân hồi thì ngươi sẽ ra sao ngươi còn tồn tại không nhân quả là logic sinh ra từ không gian và thời gian thất khiếu chung nhạc bình tĩnh nói trong hỗn độn không có không gian không có thời gian không có nhân quả vào trong hỗn độn thì sẽ cắt đứt mọi nhân quả nếu ngươi thành công có lẽ ta vẫn còn tồn tại nhưng cho dù ta không tồn tại thì có sao, Chung Nhạc trầm mặt, mỉm cười gật đầu, hai người ngồi xuống nói chuyện rất lâu, Chung Nhạc đứng dậy, gọi Thái Tuế Thần Vương tới, cúi người với Hỗn Độn lão tổ. "Đa tạ đạo huynh." Hỗn Độn lão tổ vội đáp lễ. "Đừng nói vậy, ta không muốn liên quan quá nhiều, sau này ngươi cũng đừng kéo ta vào nữa là ta mừng lắm rồi." "Ta vẫn muốn vào lại Hỗn Độn." Chung Nhạc khựng người, đột nhiên cười. "Đạo huynh" ngươi cũng là sinh linh trong hỗn độn dường như không có kiếp trước không có nguồn gốc có lẽ đạo huynh từng là một vị tiếng tâm vang dội trong vũ trụ này ấy chứ nếu đạo huynh muốn ngộ ra nhân qua sau này vào lại hỗn độn ta câu ngươi lên thắt cho ngươi thất khiếu hỗn độn lão tổ vội xua tay cười hỗn độn là một loại cảnh giới siêu nhiên nằm bên ngoài đạo ta hạ tất phải tự tìm khổ não mà lên bờ bệ hạ đừng nói vậy chung nhạc cáo từ dẫn thái tuế thần vương rời khỏi hỗn độn thánh địa tiến về thiên đình đột nhiên hắn dừng lại tách ra một đống lửa nhỏ từ linh hồn mình đống lửa đó cháy leo lắc đột nhiên thay đổi biến thành một ngọn lửa kỳ quái có chân có đuôi tân hỏa trận chiến này ta không biết mình có thắng được không nhưng cục diện tử vong lớn hơn một chút chung nhạc nhìn ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay cười anh bạn ngươi là lão sư của ta cũng là bằng hữu của ta Ngươi đã bên ta khi ta và nhân tộc không có bất cứ thứ gì, ta mới có được ngày nay. Giờ đến lúc phải chia tay rồi, tân hỏa khựng người, ngọn lửa nhỏ khóc không thành tiếng, chảy ra là dòng lửa. Khi ta tới khởi nguyên đã thu thập được vài vũ trụ nhỏ luyện lại đèn cho ngươi, chung nhạc lấy ra một cây đèn đồng gỉ sét, muốn dùng trụ quan luân để ngọn đèn đồng hồi phục lại như khi mới luyện chế, nhưng nghĩ chút lại để nguyên vết kỹ đó, hắn đặt tân hỏa lên bất đèn, đèn sáng lên ngọn lửa nhỏ đầy vẻ lưu luyến, tân hỏa à, ta không thể đưa ngươi tới mộ ta được, chỉ sợ cũng không thể tìm được truyền nhân cho ngươi. Trung nhạc buông hai tay, ngọn đèn đồng chậm chậm bay ra xa, trung nhạc cười khẽ. Nhưng thủy trưởng lão sẽ giúp ta tìm cho ngươi một truyền nhân. Chúng ta, phải tạm biệt rồi, tiểu phục hy, tiếng của ngọn lửa nhỏ vọng ra từ chiếc đèn. Trung nhạc nhớ lại lần đầu tiên gặp ngọn lửa nhỏ này, xuất thần một lúc, khẽ vẫy tay với chiếc đèn đồng nếu ta còn sống sẽ tới tổ tinh gặp ngươi một vòng luân hồi bỗng hiện ra nuốt chững cây đèn và tân hỏa cây đèn lặng lẽ di chuyển trong vòng luân hồi một phần mặt trời nóng bỗng hiện ra phía trước nó chiếc đèn đồng nhỏ bé bay về phía ngôi sao thứ ba của vầng mặt trời này ở đó hắn sẽ gặp vị lão thần cuối cùng trên tổ tinh thủy tử an có lẽ sẽ là khởi điểm của một truyền kỳ khác chung nhạc thu ánh mắt về cười với thái tuế thần vương chúng ta tới thiên đình thái tuế thần vương mơ hồ đi theo hắn tên này vẫn đang luyện hóa đầu của đại tư mệnh đột nhiên nhổ ra cái sọ đại tư mệnh giận dữ nói xương này khó tiêu hóa quá một lúc sau thái tuế thần vương lại nuốt xương sọ đại tư mệnh ngượng ngùng nói không nỡ vứt đi vẫn là nên từ từ tiêu hóa thì hơn chung nhạc bật cười đa tạ đạo hữu thái tuế thần vương cười ta chỉ là thấy ngươi nghiêm túc quá cố tình chọc ngươi vui chút quả nhiên ngươi cười rồi, chung nhạc cười ha ha, tinh thần phấn chấn hẳn. Chúng ta đi gặp kẻ mạnh nhất vũ trụ này một chút, thiên đình, trận chiến vẫn tiếp tục, nhưng cục thế đã khác. Ở luân hồi tán khu, vãn sinh thánh địa, chiến tranh đã kết thúc, chỉ còn lại chiến cục ở tổ đình và bác quan. Tại bác quan, bọn hách liên khuê ngọc vô cùng nguy hiểm, đại quân thần ma và chư đế phe hắn người chết, kẻ bỏ chạy, chỉ còn lại đích hệ của hách tư thị vẫn đang chiến đấu. Thủ quân chia ra từ thất quan còn lại đánh tới đây, số người ngày một đông khiến hắn đánh mất đại cục, còn tại Tổ Đình, Hắc Bạch Nhị Đế và Luân Hồi Thánh Vương nên chiến phong hiếu trung, trận đại chiến cấp đạo thần bùng nổ, phía dưới là đệ nhất sát trận Tổ Đình, sát trận của Tổ Đình hoạt động không được bằng như trước, 20 địa hoàng, 28 tội hoàng đã xuất hiện thương vong, lại có mấy vị địa hoàng và toại hoàng chiến tử. Trung tâm Tổ Đình, phía trên hố sâu, Thánh Vũ Đế thay trung hoàng thần nắm quyền cũng đã tới mức dầu cạn đèn khô, nếu tiếp tục nữa chắc chắn đạo bị tiêu tan. Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần trong tuyệt cảnh cũng nhìn ra hy vọng, quần chết thánh vũ thị và trung hoàng thần, tổ đình chắc chắn bị phá, tội, hộ tống hoàng thần rời khỏi đây, thánh vũ đế nghiến chặt răng, dựng phục thương. Ta chuẩn bị thi triển đạo giải, ngươi đưa hoàng thần ca tới thiên đình, để phụ hoàng đưa huynh ấy về tổ đình, phục thương cổng trung hoàng thần lên lưng, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên đế uy trào dân, uy nghiêm của thiên đế bao phủ vũ trụ càng khôn đó là uy nghiêm vô song của đại đế là uy năng có thể xoay chuyển càng khôn thay thiên đổi địa quỳnh huỳnh, tiếng chấn động dữ dội truyền tới từng trận cả khu thứ bảy luân hồi đang sôi sục vô số sinh linh tràn lên vô số linh quan tràn ngập khu thứ bảy luân hồi đó là hai vạn bốn nghìn ba trăm ba mươi lăm cây luân hồi đằng luân hồi đằng khổng lồ hiện lên xuyên qua vô số thế giới trên lên tới tử vi tinh vực dưới tới vũ trụ cổ thậm chí cả đạo giới, tất cả đều nằm trong phạm vi vương tới của luân hồi đằng. Những người đang chiến đấu dần ngừng lại, trong vũng máu có người ngẩng lên nhìn thiên đình, thấy một vị thiên đế vô song, phụ hoàng, thánh vũ đế tinh thần được thả lòng, không kiên trì được nữa, ngã xuống. Trên lưng phục thương, Trung Hoàng thần cũng nở nụ cười, ra hiệu phục thương có thể thả hắn xuống, sát trận của tổ đình không còn người điều khiển, tự chủ vận hành, đẩy bọn đại toại, hậu thổ ra khỏi tổ đình nhưng tổ đình tự hành đã khó lòng đã thương được khởi nguyên và tứ diện thần hai vị này lập tức nhân lúc đánh ra khỏi tổ đình ngẩng lên nhìn thì thấy vị thiên đế trong thiên đình hắc bạch nhị đế hợp thể đứng cùng luân hồi thánh vương cẩn trọng nhìn thiên đình bệ hạ vô số thần ma quỳ xuống đó là vị thần trong tim họ vị đế trong tim họ thấy vị thiên đế này họ liền không tự chủ mà có sự gửi gắm hách liên khuê ngọc sắc mặt lạnh lùng nhìn những thần ma hách tư thị bên cạnh đều lần lượt quỳ xuống, không khỏi địa nộ, giết liền mấy người, quát lên. Tại sao lại quỳ trước hắn? Tất cả đứng lên cho ta. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Các ngươi muốn phản bội chủng tộc của chính mình hay sao? Cốt khí của các ngươi ở đâu? Tuyết Hà, ngươi cũng là địa hoàng, tại sao lại quỳ trước hắn? Vinh quang thiên đế của ngươi đâu? Cốt khí đâu? Tuyết Hà trầm mặt, vái sát đất không dậy hách liên khuê ngọc phẫn nộ ngẩng lên nhìn thiên đế trên thiên đình cười ha ha tiếng cười vang vọng chấn động càng khôn thiên đế cái gì thiên đế vớ vẩn Trung sơn thị ngươi cũng là tạo phản thành đế nếu không tạo phản thì ngươi vẫn là thần tử của mục tiên thiên trên thiên đình nhục thân chung nhạc to lớn nhìn hắn hách liên khuê ngọc trong lòng kinh hãi liều mạng nói ngươi dựa vào anh tài thiên hạ Tổ chức Đại hội Chư Đế tương lai thì mới xác lập được Thất Đạo Luân Hồi, được Tôn làm tiểu đạo Tôn, được đưa lên vị trí Thiên Đế. Nhưng ngươi tập trung trí tuệ của anh tài trong thiên hạ tu thành tiên thiên, nhưng không truyền cho chúng sinh, muốn độc chiếm vị trí Thiên Đế, ngươi đáng kiếp bị phản bội. Còn trẫm, Phụng Thiên thừa vận, được sự công nhận của thiên, là thiên tử được công nhận, thiên đã chết rồi, trên thiên đình, Chung Nhạc Lạnh lùng nói. Hách liên khuê ngọc toàn thân cứng đờ như bị sét đánh trúng. Thiên chết rồi, một vị thần hầu quệt đi vết máu trên mặt, lẩm bẩm. Thiên chết rồi, đột nhiên có người hoang hô. Rồi tiếng hoang hô lan truyền như ôn dịch, vô số thần ma hoang hô. Thiên chết rồi, cuối cùng thiên cũng chết rồi. Hách liên khuê ngọc đứng giữa các thần ma hoang hô. Những thần ma phấn khích đến điên cuồng đó không phân địch ta. Chạy tới chạy lui phấn khích tới ném hết thần binh ma binh của mình lên. Tới mức ông cả đối thủ vừa rồi còn sống chết muốn giết nhau, tới mức lao tới lao lui, lao cả vào người hắn, trong mắt hách liên khuê ngọc một mảng hoang mang, thiên chết rồi, thời đại thần kỷ kết thúc rồi, thiên tử là hắn trở thành chuyện cười lớn nhất thế gian, thiên cũng đã chết, hắn còn mong trở thành thiên tử, vậy không phải chuyện nực cười hay sao, ta không nhận thua, hách liên khuê ngọc lẩm bẩm, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua, Trung Sơn Thị, ngươi là thiên đế, ta cũng là thiên đế. Hôm nay ta phải quyết một trận tử chiến với ngươi ngươi có dám ứng chiến? Có dám so tài cao thấp với ta? Trên thiên đình, chung nhạc lạnh lùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một vị địa hoàng may mắn còn sống sót của hoa tư thị run rẩy đứng dậy, tới bên cạnh hắn nói nhỏ. Hách liên khuê ngọc, quỳ xuống, đừng phản kháng. Hách liên khuê ngọc sững người nhìn hắn khó hiểu. Mấy vị địa hoàng khác của hách tư thị cũng loạn choạng đứng lên tiếng về phía hắn. Các ngươi muốn làm gì? Hách liên khuê ngọc cười ha ha điên cuồng. Các ngươi muốn làm gì? ta mới là tộc trưởng hách tư thị. Những lão già các ngươi chuyển thế trở về, là ta dạy dỗ các ngươi, truyền thụ thất đạo luân hồi tuyệt đỉnh cho các ngươi, cho các ngươi tài nguyên tốt nhất. Đừng có quên, vinh quang của các ngươi chỉ là kiếp trước, kiếp này là của ta, huỳnh huỳnh, hắn đột nhiên tung chẩn đánh bay một vị địa hoàng, những vị địa hoàng khác tràn tới tấn công hắn. Hách liên khuê ngọc gầm lên phẫn nộ, hạ sát thủ với những lão tổ tông của mình, đánh trọng thương nhiều vị địa hoàng của hách tư thị. Hắn không hổ là tộc trưởng đương đại hùng tại đại lược, tu vi thực lực đều hơn các hoa tư thị địa hoàng, cho dù mấy vị địa hoàng liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, ta mới là thiên mệnh chi chủ. Ta mới là tộc trưởng của hoa tư thị. Những lão già các ngươi muốn giết ta để lấy công với Thái Hoàng thỉnh tội sao? Ta sẽ trừ bỏ phản nghịch các ngươi trước. Đột nhiên hách liên khuê ngọc hự một tiếng, sau lưng bị đau, lật tay tung một trưởng đánh bay kẻ đánh lén quay lại thì thấy là tân đế của hách tư thị đánh lén hắn lộ vẻ khó tin hách liên phong ngươi là đệ tử của ta hách liên khuê ngọc rút đế binh trên lưng xuống nửa cười nửa không ngươi do một tay ta dạy dỗ ta đối đãi với ngươi không bạc chứ quỳnh quỳnh lại một trưởng đánh lên lưng hắn hách liên khuê ngọc thổ huyết quay lại thấy một tộc nhân khác không hiểu hách lên khuyết đến ngươi cũng phản bội trẫm ngươi nói đi Hách liên khuyết không nói gì tấn công hắn. Trong đám người, các vị tân đế của hách tư thị đều tiến tới gia nhập chiến cục, đều không nói lời nào, chỉ có tiếng cầm phẫn nộ của hách liên khuê ngọc truyền ra. Những hách liên thị địa hoàng bị trọng thương cũng đứng dậy gia nhập vòng vây. Hách liên khuê ngọc thét lớn, hạ sát thủ, chiến lực của hắn đúng là kinh người, cho dù chư đế vây công thì hắn cũng không hề rơi xuống thế yếu. Đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, thấy đứa con trai mình thích nhất cũng lao tới tấn công mình cha đừng phản kháng nữa vì hách tư thị đừng phản kháng nữa hách liên khuê ngọc tim run rẩy giơ tay đỡ kiếm của con trai hắn xuyên qua ngực hắn còn tay hắn thì đáp xuống mặt con trai hắn không hề có bất cứ bi lực nào hắn vẫn là không hạ thủ được hắn quỳ xuống đại đế và chư thần của hách tư thị tràn tới rối loạn thành đống vô số công kích rơi xuống người hắn phá tan nhục thân hắn đánh tan nguyên thần một vị địa hoàng của hách tư thị chặt đứt đầu hắn vị địa hoàng đó dơ đầu hắn lên hướng về thiên đình rồi chậm chậm quỳ xuống xung quanh tĩnh lặng như tờ các vị đại đế của hách tư thị lại quy phi xuống thần ma hách tư thị cũng quỳ xuống vẫn còn một số người không quỳ lập tức bị đồng tộc bên cạnh chặt đầu những người trung thành với hách liên khuê ngọc không phải thiểu số nếu không cũng không thể cả tộc tạo phản trong hách tư thị ngày một nhiều người bị chặt đầu số đầu được dơ lên cũng ngày một nhiều cuối cùng tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng máu nhỏ tông tổng xuống đất từ những chiếc đầu được dơ cao kia, bột bột bột, bên cạnh tổ đình, tiếng vỗ tay vọng tới, khởi nguyên đạo thần tươi cười vỗ tay, khen ngợi. Hách liên khuê ngọc trước nay đại trí, nhưng cũng rất biệt nhẫn nhịn, lại biết đánh giá thời cục, nếu ở bất cứ thời đại nào trước kia thì hắn cũng là hùng chủ, ngồi trên ngôi vị thiên đế là đương nhiên. Nếu là bất cứ thời đại nào khác thì việc tạo phản của hắn chắc chắn sẽ thành công nhưng thời đại này thì hắn bất hạnh rồi, hắn đã gặp phải Thái Hoàng, hắn dựng ngón tay cái, thực lòng nói. Thái Hoàng dù sao cũng là Thái Hoàng, không ra tay, chỉ cần lộ diện là khiến hách tư thị tự giết hách liên khuê ngọc. Đáng thương, những kẻ ngu độn đó còn tưởng có thể dùng đầu của hách liên khuê ngọc đổi lại việc chủng tộc không bị hủy diệt. Đúng là nực cười, nực cười. Nực cười nhất chính là trận chiến này còn chưa phân thắng bại thì họ đã đầu hàng nhận thua trước rồi ngươi nói xem có đúng không bệ hạ chung nhạc đứng dậy trong thiên đình tiến tới thản nhiên nói thiên hạ này không phải nhà của ta đế vị này cũng không phải của nhà ta sau khi định ra cương thống trẫm tự nhiên sẽ thoái vị hách liên khuê ngọc có tội hách tư thị đương nhiên cũng có tội nhưng trẫm sẽ không diệt tộc hách tư thị người đâu thu giáp của những tội thần trước đợi lệnh sau hắn đi trên hư không chớp mắt tới tổ đình gặp bọn khởi nguyên tứ diện thần, hắc bạch nhị đế, chung nhạc thi lễ với bọn khởi nguyên, miễn cười nói. Mời chư vị đạo hữu ngồi, khởi nguyên đạo thần cười ha hả. Bệ hạ, giờ ta và tứ diện đạo hữu thân bị trọng thương, tại sao bệ hạ không nhân cơ hội hạ sát thủ? Bệ hạ không phải là vẫn còn bệnh cũ chứ, chung nhạc miễn cười, nhàn nhã nói. Cá đương nhiên phải nuôi lớn rồi mới ngon, cá ốm cá bệnh ăn đương nhiên sẽ không thơm sư huynh nói xem có đúng không phong hiếu trung ngồi xuống chư vị đạo hữu mời ngồi hai vị đạo tôn mời dám không nghe lệnh sao khởi nguyên đạo thần tứ diện thần luân hồi thánh vương và hắc bạch nhị đế cũng ngồi xuống đại toại lôi trạch hoa tư và hậu thổ nương nương cùng ngồi xuống khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần bị trọng thương dù sao tổ đình cũng là do trung nhạc và phong hiếu trung hợp lực lại hoàn thiện có thể không chết trong tổ đình đã là thành tựu đáng quý cho dù là cấp đạo thần thì cũng khó lòng bảo vệ bản thân đạo thương của hai ngươi rất nặng nhưng thương tích của bọn đại toại cũng không hề nhẹ đạo giới mới thành lập lôi trạch hoa tư và hậu thổ vì không muốn bỏ lỡ trận ác chiến dưới hạ giới nên không trở thành đạo thần lần thứ hai dù sao cạm bẫy đạo thần cũng không phải ai cũng phải trải qua huống hồ còn có luân hồi thánh vương luôn nhăm nhe bên cạnh không thành tựu đạo thần thì không phải đối thủ của bọn khởi nguyên tứ diện thần thương thế của hắc bạch nhị đế không nặng Vừa rồi chúng liên thủ luân hồi thánh vương đối kháng với Phong Hiếu Trung, bị Phong Hiếu Trung chặn bên ngoài tổ đình. Ba người đều là tầng thứ đạo thần, cho dù là Phong đạo Tôn Đường Đường cũng không thể giết chúng nếu chúng không liên thủ. Mọi người ngồi xuống, khí thế vẫn hùng hồn không ai chịu ở thế yếu, đều muốn áp chế đối phương, nói cũng nực cười, Khởi Nguyên Đạo Thần nhìn quanh, đột nhiên cười. Chúng ta đánh đánh giết giết lâu như vậy, chẳng qua là tranh chấp tiên thiên và hậu thiên xem ai là thiên địa chi chủ, nhưng đến cuối cùng tranh đoạt không có một sinh linh hậu thiên nào, toàn là tiên thiên thần ma, đúng là châm biếm thật, đại tọa ngạc nhiên, nhi phinh quanh, thấy những người có tư cách ngồi xuống ai cũng là những đối tượng vô lão bệnh tử, quả nhiên không có một sinh linh hậu thiên nào, khởi nguyên, tứ diện thần, hắc bạch nhị đế, luân hồi thánh vương, lôi trạch, hoa tư, hậu thổ, đều là tiên thiên, đại tọa cũng là dựa vào hư không giới tế tự lâu mà thành tế tự tiên thiên thần còn chung nhạc là hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên giờ cũng đã là tiên thiên thánh thần còn phong đạo tôn đi theo con đường riêng dùng tâm cảnh trở thành đạo thần cũng nhân cơ hội mở đạo giới vào trong đạo giới trở thành đạo thần chi thân giờ cũng vô lão bệnh tử thọ nguyên vô tận cũng là một loại tiên thiên thần thánh khác khởi nguyên đạo thần nói là châm biếm đúng là cũng không phải vô lý những người như họ có sức mạnh cường đại nhất quyền thế lớn nhất danh vọng cao nhất nhưng không có một sinh linh hậu thiên nào ở đây chung nhạc cười. Khởi Nguyên đạo huynh vẫn là miệng lưỡi sắc bén. Nếu ở đây đã không có tranh đoạt tiên thiên, hậu thiên thì coi như là ân oán giữa chúng ta, không liên quan gì tới đế triều, không liên quan tới chúng sinh, có lẽ ta sẽ đánh chết các vị hoặc là bị các vị đánh chết, tứ diện thần cười khẩy. Nếu trong đế triều của bệ hạ không có nhiều hậu thiên đại đế như thế thì bị chúng ta đánh chết lâu rồi, chung nhạc bật cười, nhàn nhã nói tứ diện thần đạo hữu đúng là không biết trời cao đất dày luân hồi đạo hữu tinh thông luân hồi đại đạo chi bằng giúp họ trị đạo thương đi luân hồi thánh vương khựng người lộ vẻ nghi hoặc chung nhạc lại bảo hắn trị thương cho khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần như vậy thì hơi rộng rãi quá thì phải khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng khựng người trong bụng khó hiểu tứ diện thần cười hà hà nếu bệ hạ đã cố tình ra vẻ đại lượng thì phiền luân hồi đạo hữu Luân hồi thánh vương kìm nén sự nghi hoặc, tế luân hồi đại đạo trị đạo thương cho hai người kia. Luân hồi đại đạo bao gồm vạn đạo vạn tượng, nhưng không thể trực tiếp chữa trị sự tổn thương của đại đạo. Nhưng đã là luân hồi thì có thể giúp đạo thương của họ trở về trạng thái trước kia. Cho dù về chiến lực thì luân hồi thánh vương không phải tầng thứ của khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhưng nói về luân hồi đại đạo thì của hắn không phải tầm thường. chung nhạc khẽ vẫy tay, một cây luân hồi tung khổng lồ bay ra từ trong tổ đình đại trận, Đáp xuống trước mặt mọi người, Luân Hồi Thánh Vương khóe mắt co giật, rần rần muốn hành động nhưng rồi kiềm chế lại không ra tay cướp đoạt, chung nhạc nghiêng đầu. Tán Linh, Tán Linh Thần Vương tiến tới, tế tán cây của sinh mệnh cổ thụ lên, dung hợp với Luân Hồi Thung. Sinh mệnh cổ thụ hồi phục lại như xưa, chỉ là cây sinh mệnh cổ thụ Linh cơ vô tận đã không còn đủ. Tán cây sinh mệnh cổ thụ vốn nằm trong tay Thiên, Tán Linh Thần Vương và đế Tán Thiên Liên thủ luyện chết Thiên tán cây cổ thụ cũng bị họ lấy đi tán linh thần vương thấy chung nhạc lấy luôn hồi hung thì biết dụng ý khi chung nhạc gọi mình tới vì thế đưa tán cây tới sinh mệnh cổ thụ phục nguyên nhưng cành lá khô héo không bằng trước kia chung nhạc cười đại tư mệnh chết rất hay đại tư mệnh không chết thì ta không thể có được cây sinh mệnh cổ thụ này thái tuế thần vương tùng thái tuế thần vương nhảy ra từ quần sáng sau đầu hắn cắt thịt của mình ra nhỏ thần huyết lên cây sinh mệnh cổ thụ khô héo. Vị thần vương này vừa nhờ rô máu mồm vừa kêu đau, khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng trong lòng lại khó hiểu. Tên này từng bị biết bao nhiêu thần ma cắt thịt ăn rồi sao mà vẫn sợ đau như vậy. Thần huyết của thái tuế thần vương được sinh mệnh cổ thụ hấp thụ, nói cũng lạ, rễ của sinh mệnh cổ thụ dần hồi phục sức sống, rồi cành lá cũng trở nên ung um tùng hơn. Không lâu sau lá mọc ra dày hơn rồi có nhiều lá non cũng mọc ra, bệ hạ, đủ chưa? Thái tuế thần vương dáng vẻ như mất máu quá nhiều sắp ngấn, trung rẩy nói, chung nhạc lắc đầu, thái tuế thần vương đành phải tiếp tục nhỏ máu, tiếng gào thảm thiết vẫn tiếp tục, lôi trạch cổ thần không nghe nói tiếng kêu đó, không kìm được tóm lấy thái tuế thần vương dùng lực nặng máu khiến thần huyết thái tuế thần vương chảy ra như biển, rồi ném hắn đi, đủ rồi, chung nhạc nói, thái tuế thần vương yếu ớt bò dậy, phong hiếu trung ho hắn một tiếng, ta vẫn còn một ít đạo huyết của đại tư mệnh, đạo tôn sao không nói sớm thái tuế thần vương hận muốn thổ huyết nhưng giờ không còn máu mà nhổ nữa bị lôi trạch nặng hết rồi sinh mệnh cổ thụ lại xanh ung tùng cây linh căng này trong một thời gian rất dài được tôn là đệ nhất linh căng đúng là uy nga hùng vĩ cây tốt chung nhạc khen ngợi thi triển sinh mệnh cổ thụ đại toại lôi trạch thương thế dần hồi phục phạm vi bao phủ của sinh mệnh cổ thụ rất rộng tán cây càng ngày càng rộng bao phủ cả nhị thành bát quan cả vãng sinh thánh địa, luân hồi tán khu, vô số thần ma đắm mình trong sinh mệnh tinh khí đậm đặc, một thân thương thế đều dần hồi phục, đúng là cây tốt, mọi người cũng tán thưởng không ngớt, sinh mệnh cổ thụ đúng là phi phàm, trị thương cho chúng thần dễ như trở bàn tay, chung nhạc nói. Chư vị địa hoàng, toại hoàng, ba vị nương nương, những vị địa hoàng, toại hoàng còn sống, và tư mệnh nương nương, âm phiền huyên, hoa sảnh mân tiến lên trước, mỗi người đều trấn áp một đạo linh quang, đạo linh quang đó vẫn nhu động không thôi mọi người dâng lên linh quang khóe mắt khởi nguyên đạo thần giật loạn chung nhạc kép số linh quang lại cùng nhau tạo thành hình một bông hoa sen hắn trầm mặt một lúc tháo chiếc bình ngọc bên hông chính là chiếc bình trôi giạt trong hỗn độn kia cắm cây linh căn này vào bình trong bình ngập hỗn độn khí cây linh căn hấp thụ hỗn độn khí vô số linh căn hợp lại không lâu sau hỗn độn liên hồi phục như xưa hoa nở sáng lạng chung nhạc giơ tay hỗn độn liên từ từ bay lên khỏi hỗn độn bình bông hoa sen khẽ rung ngụy nở hoa một sinh hai hai sinh ba cứ thế nở ra vô tận chỉ trong chốc lát phía trên bầu trời tổ đình đã ngập hỗn độn hoa mỗi bông hỗn độn liên đều có một chung nhạc ngồi bên trong đều kinh thán không thôi hoa tốt đúng là hoa tốt đại toại hoa tư nương nương ngẩn lên cũng không kìm được kinh thán hỗn độn liên là linh căng của khởi nguyên đạo thần bị chư thánh và đệ nhất sát trận đánh tan trong tổ đình linh trăng biến thành linh Quang rơi trong tổ đình nay đã phục nguyên nhờ chung nhạc khởi nguyên đạo thần nôn nóng cười bệ hạ đã có ý biến trang qua thành ngọc bạch thì tại sao không trả linh trăng cho ta vậy là thể hiện được thành ý của bệ hạ chung nhạc bật cười trẫm nói muốn biến trang qua thành ngọc bạch khi nào cho dù trẫm có muốn thì những vị thần ma trung thành với trẫm đã tử nạn có đồng ý không khởi nguyên đạo thần sắc mặt tối lại thản nhiên nói bệ hạ hỗn độn liên không phải ai cũng dùng được đâu. Chung nhạc lắc đầu, không bận tâm, tâm niệm khẽ động thu toàn bộ hỗn độn liên về một bông, rồi từ từ cất vào nguyên thần bí cảnh. Khởi nguyên đạo thần cười khẩy không nói gì, chung nhạc cuối người cười nói. Đại toại, phù tan linh căng có thể cho ta mượn chút không? Đại toại trầm ngâm, rút phù tan thụ từ lòng bàn tay ra, cả hỗn độn hải cũng được hắn nhấc lên, hắn nói. Bệ hạ cẩn thận, bảo vật này liên kết hỗn độn, vô cùng hung hiểm chung nhạc nâng hỗn độn hải trên lòng bàn tay hỗn độn hải mênh mông vô tận hỗn độn hỏa thiêu đốt thời không phù tan thụ thì cắm rễ trong hỗn độn hải Căng cơ liên miên tựa dãy núi trùng điệp liên thông hỗn độn đúng là linh căng tốt chung nhạc cất phù tan thụ vào nguyên thần bí cảnh nói với hậu thổ nương 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 có thể cho ta mượn tử trúc linh căn không hậu thổ nương nương lấy tử trúc ra mời bệ hạ xem chung nhạc quan sát một lúc cũng tức tử vi vào nguyên thần bí cảnh rồi lại mượn lôi trạch tiên thiên quả thụ cũng tức vào nguyên thần bí cảnh sau đó mời ra hai mươi thánh đế mượn bỉ ngạn hoa hai mươi thánh đế tỉnh lại thấy tiểu hư không giới mà bỉ ngạn hoa biến thành trống rộng đến một linh hồn tử nạn cũng không có thì không khỏi khó hiểu nhưng thấy chung nhạc mượn hoa thì họ cũng không dám không cho cửu đại linh căng trong thiên địa vạn thánh linh căng đã bị chung nhạc thôn phệ bỉ ngạn hoa tiên thiên quả thụ tiên thiên tử trúc phù tang thụ hỗn độn liên và mực rờ đều trong tay chung nhạc, cửu đại linh căng, đã có bảy cây trong tay chung nhạc, còn có luân hồi đằng biến thành khu thứ bảy luân hồi, thế giới hoa biến thành tử vi, hai cây linh căng này biến thành hai thế giới, chung nhạc không lấy chúng, nhưng luân hồi đằng là do chung nhạc tế lên biến thành khu thứ bảy luân hồi, giờ hơn hai vạn cây luân hồi đằng đã hiện ra, còn thế giới hoa, trừ phi đánh tan nát tử vi tinh vực thì mới lấy được nó, mà chung nhạc có tháo tuế thần vương và sinh mệnh cổ thụ có thể để thái tuế đóng giả đại tư mệnh, chưa biết chừng lại khiến thế giới hoa hiện ra, tuy không lấy được nó nhưng cũng có thể mượn sức mạnh của nó không biết chừng. Cửu đại linh căn đã có được bảy, đây là thành tựu tự của chí kim chưa ai có, cho dù là thời đại hắc ám mà đại tư mệnh thống trị cũng không có tập hợp được nhiều linh căn như vậy, rốt cuộc thái hoàng định làm gì? Tập trung nhiều linh căn như vậy, luân hồi thánh vương cảnh giác, những người khác còn dễ nói, tập trung linh căng nhiều như vậy chiến lực chưa chắc đã tăng nhiều nhưng chung nhạc vừa xuất hiện là để hai vạn bốn nghìn ba trăm ba mươi lăm cây luân hồi đằng của khu thứ bảy luân hồi hiện lên khiến hắn ít nhiều cũng có liên tưởng không tốt chư vị không phải căng thẳng chung nhạc cười hiền trẫm là thiên đế thiên đế có nhiều linh căng như vậy cũng không quá đáng chứ giờ đến lúc chúng ta nói chính sự rồi lôi trạch đại toại hậu thổ nương nương mấy người họ sát khí đằng dằn, nhìn về hướng khởi nguyên đạo thần hắc bạch nhị đế. Mấy người bọn khởi nguyên đạo thần cũng căng thẳng, chung nhạc trước nay đều nắm quyền chủ động, vừa hiện thân là dập tắt phản loạn, mời họ tới không hề nhắc tới chiến sự mà chỉ nói chuyện như lão hữu nhiều năm, dù ở thời điểm nào hắn cũng nắm quyền chủ động, dù là mời họ tới hay tái hiện linh căng, tập hợp linh căng, đều là hắn dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Giờ hắn nói tới chính sự không biết là chuyện gì, nhưng theo ngữ khí vừa rồi của hắn thì chỉ e không phải chuyện lành khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần vốn mỹ chung nhạc định hòa giải nhưng giờ chung nhạc lại nói tuyệt đối không thể biến can qua thành ngọc bạch không thể cười cái cho qua được vậy thì chính sự này rốt cuộc là tiếp tục chiến tranh hay là chuyện khác chung nhạc cười ôn hòa khiến người ta cảm giác như gió xuân không hề có chút sát khí nào hắn nói thực ra ta rất khâm phục khởi nguyên đạo huynh khởi nguyên đạo huynh năm xưa là khởi nguyên thần vương khởi nguyên thần vương bị đại tư mệnh mở đạo giới huyết tế nhưng khởi nguyên đại đạo không nằm trong đại đạo của đạo giới. Nên khởi nguyên thần vương sống sót, hồi sinh ở khởi nguyên thánh địa, vào hỗn độn trở thành khởi nguyên đạo thần, trở lại 300 vạn năm trước báo thủ đại tư mệnh. Khởi nguyên đạo huynh không chết trong vòng luân hồi mà còn thoát ra được, khiến ta vô cùng khâm phục, mọi người đều bàn tán xì xào, cho dù là hắc bạch nhị đế cũng không hiểu gì, không biết chung nhạc đang nói điều gì. Tứ diện thần cũng ngạc nhiên, Nhìn Khởi Nguyên Đạo Thần với vẻ khó tin, nói nhỏ. "Đạo huynh, chung nhạc nhìn Hắc Đế, cười. Các ngươi chuỗi phản bội tuần hoàng từ bao giờ? Sư phụ phản bội đồ đệ, đồ đệ phản bội sư phụ. Hắc Đế, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi Khởi Nguyên Đạo Thần phản bội ngươi, khiến ngươi phong ấn phục hy thần thuyết tuyệt diệt phục hy thần tộc, hại ngươi phải gánh lời nguyền phục hy thần tộc, nhân quả quá nặng, trầm luân 10 vạn năm không trở thành đạo thần được." là khởi nguyên đạo thần phản bội ngươi, có đúng không? Hắc đế thản nhiên. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại, Chung Nhạc mỉm cười. Thật ra người ban đầu khởi nguyên đạo huynh phản bội là đại tư mệnh. Hắn đối xử với đại tư mệnh như cha như huynh, nhưng đại tư mệnh lại không tin tưởng hắn, huyết tế hắn. Các thần vương trung thành với đại tư mệnh, nhưng đại tư mệnh lại phản bội lòng trung của họ, huyết tế họ. Hắn quá trung thành với đại tư mệnh đại tư mệnh phản bội, hắn thật sự không thể chấp nhận vị thần hoàn hảo trong lòng lại bị phá hủy, vậy là hắn lựa chọn phản bội đại tư mệnh, phá vỡ vị thần hoàn hảo trong tim, khởi nguyên đạo thần cười hà hà. Vòng phản bội của bọn ta thực ra bắt đầu từ đại tư mệnh, ta cũng chỉ học theo đại tư mệnh mà thôi, chung nhạc thở dài. Đại tư mệnh nhất thế cường hãn, trước khi chết còn là bá chủ duy nhất, chiến lực thiên hạ vô song, hắn bại ở chỗ làm người, cho dù hắn không mở đạo giới, không phải vẫn có khởi nguyên đạo huynh, tứ diện thần mở đạo giới đó sao? Đáng tiếc hắn thật sự không muốn ở dưới ta, ở dưới các ngươi, một lòng muốn mở đạo giới, nắm giữ đạo giới. Cuối cùng, đạo giới sẽ không bị nắm giữ, đạo giới đã giết hắn, khởi nguyên đạo thần mỉm cười. Bệ hạ muốn nói điều gì vậy, trẫm muốn nói rằng, trẫm khâm phục đạo huynh có thể phá vỡ luân hồi tự thân, chung nhạc thở dài. Thời gian này ta đột nhiên phát hiện, trẫm cũng ở trong một trận đại luân hồi, nhưng khác với đạo huynh là luân hồi của trẫm là một vòng tuần hoàn chết. Ta bị mắc kẹt trong vòng luân hồi đó không thể thoát ra, nhưng không lâu trước ta bỗng nhiên nghĩ thông rồi, mọi người khựng lại, chung nhạc tươi cười. Ta quá chú tâm vào sinh tử của bản thân, mà quên mất mục đích kiếp này của ta là gì, đến mức ta cố chấp muốn thoát khỏi luân hồi của mình. Thật ra ta đã nhìn quá xa. Nếu ta nhìn gần hơn một chút thì sẽ phát hiện được cách giải quyết vấn đề khó khăn này, hắn giống như đang nói chuyện với mọi người nhưng cũng như đang nói với chính mình, từ tốn nói. Mục đích, mục tiêu kiếp này của ta, trận chiến tiên thiên hậu thiên thật ra với ta không phải điều cần quá để tâm. Ta đấu với tiên thiên thần ma nhưng khởi đầu của phục hy thị ta chính là tiên thiên thần ma. Ta có lão tổ tông trợ giúp. Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toại họ đều là tiên thiên thần ma, còn cả những tiên thiên thần vương như càn Đô, Tướng Vương, Tán Linh giúp ta. Vì thế ta không phải chống lại tiên thiên thần ma, mục đích mục tiêu cả đời ta chỉ có một, đó chính là phục hưng phục hy thần tộc. Ta phấn đấu cả đời, dùng hết thần thông, trí tuệ. Giờ sự phục sinh, cuộc khởi của phục hy thần tộc có gì ngăn cản được, mọi người lặng lẽ lắng nghe. Các vị địa hoàng, toại hoàng cũng rửa tay lắng nghe, chung nhạc dơ một ngón tay lên, chỉ khởi nguyên đạo thần, chỉ hắc bạch nhị đế, chỉ luân hồi thánh vương, chỉ tứ diện thần, rồi chỉ bản thân, khởi nguyên đạo huynh, các vị đều muốn tiêu diệt phục hy thần tộc ta, nộ dịch phục hy thần tộc, biến bọn ta thành thức ăn, biến thành nô lệ không biết phản kháng. Vì thế các ngươi là trở ngại, mà ta cũng là trở ngại, ta cũng là trở ngại cho sự phục hưng cuộc khởi của phục hy thần tộc, chung nhạc suýt xoa nói. Ta quá mạnh, mạnh tới mức thiên địa, đạo giới này không thể chấp nhận tứ diện thần hừ một tiếng lờ cờ thì nghiến răng ken két âm phiền huyên thì nhịn không được phì cười những người khác cũng không kìm được cười nhỏ chung nhạc nói tiếp ta quá mạnh nên đạo giới muốn giết ta nhưng ta không thể vì đạo giới muốn giết ta mà lại sợ hãi vì sợ hãi sẽ kéo phục hy thần tộc và nhân tộc xuống sự hủy diệt hơn nữa ta quá mạnh mãi tới mức phục hy thần tộc gần như không có kẻ địch vì thế chỉ cần ta vẫn còn thì Phục Hy thần tộc sẽ là đệ nhất thần tộc trong thiên hạ, không cần phải trở nên mạnh hơn, không cần phải lịch luyện đã có thể có được tài nguyên tốt nhất, bảo tàng dồi dào nhất thiên hạ này. Thánh Vũ Thị và Trung Hoàng thần trầm mặt, lâu nay mọi nguy hiểm mà Phục Hy thần tộc phải đối mặt đều được một mình chung nhạc ngăn chặn. Những tiên thiên thần ma chết là do hắn trư phỏ, đại tư mệnh là do bị hắn phá đạo tâm, bọn khởi nguyên đạo thần cũng bị hắc đuổi đánh đến cùng chư thần trong thiên hạ cũng thần phục chung nhạc, không dám tạo phản, không dám có lòng dạ khác. Tử đệ phục hy thần tộc không có nhiều cơ hội lịch luyện, thiên hạ thái bình thì không sao, nhưng yếu điểm trong trận tai kiếp nì đã lộ ra, sức mạnh chỉnh thể của phục hy thần tộc thậm chí còn không bằng hách tư thị, không thể thu phục tất cả. Nhưng chung nhạc nói mình trở thành trở ngại cho phục hy thần tộc phục hưng khiến hai thái tử bọn họ có chút không muốn thừa nhận. Phụ hoàng đã hy sinh quá nhiều quá nhiều cho phục hy thần tộc, Cuối cùng lại phủ nhận chính mình khiến họ khó lòng chấp nhận, trung nhạc phủ nhận bản thân là sự đã kích quá lớn đối với bọn trung hoàng thần, nhưng đã kích lớn nhất có lẽ vẫn là trung nhạc, đó là mục tiêu, là lý tưởng cho hắn phấn đấu cả đời, hắn đã dốc hết tâm huyết cả đời hắn, cuối cùng hắn lại phát hiện mình trở thành trở ngại, hắn sẽ đau lòng tới mức nào, cảm nhận được điều đó mới là thái hoàng, mới là thái hoàng chân chính, chủng tộc chiến thần là chiến đấu mà có, không phải chỉ dựa vào một cường giả chống đỡ vì thế ta cũng là trở ngại, chung nhạc nói tới đây, miễn cười nói. Sau khi nghĩ thông điều này ta liền chợt hiểu ra, mọi thứ đều trở nên sáng lạng. Luân hồi của ta có thể gạt sang bên, sinh tử của ta cũng có thể tạm gạt sang bên. Ta không thể để sinh tử của ta ở trên đại nghiệp của chủng tộc, ánh mắt hắn nóng bỏng, trời mắt từ khởi nguyên đạo thần sang tứ diện thần, rồi lại nhìn hắc đế, bạch đế, rồi nhìn luân hồi thánh vương, giọng nói cũng thêm vài phần gấp gáp ta chỉ cần trừ bỏ ngươi, 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 ngươi và ngươi. Giết hết các ngươi thì mọi trở ngại cho sự phục hưng của phục hy thần tộc sẽ bớt đi hơn nữa. Trở ngại lớn nhất trừ bỏ rồi, đó là lúc ta chuyên tâm đối phó đạo giới và đạo quan của đạo giới. Mấy người khởi nguyên đạo thần sắc mặt tối lại, sát khí càng ngày càng nặng, chung nhạc thở dài. Giết các ngươi, tinh lực của ta sẽ có thể hoàn toàn dùng cho đạo giới. Đáng tiếc ta mãi chìm đắm vào giải trừ đạo quan đạo giới, giải trừ hỗn độn lạc ấn ta đã quá coi trọng tính mạng bản thân các ngươi cũng quá coi trọng tính mạng của ta đến mức chết nhiều đạo hữu như vậy hắn đứng dậy nói chỉ cần giết các ngươi là có thể giải quyết được vấn đề này chư vị hôm nay trẫm tiễn các ngươi lên đường luân hồi đạo hữu xin lỗi ngươi là người đầu tiên lên đường luân hồi thánh vương sắc mặt kịch biến chung nhạc mỉm cười muốn giết khởi nguyên thì giết thánh vương trước sư huynh đại toại, các vị lão tổ nương nương, tiễn luân hồi thánh vương lên đường thôi. Phong hiếu trung đứng dậy, đại toại, lôi trạch cổ thần, hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương cùng đứng dậy. Phong hiếu trung thi lễ. Luân hồi đạo hữu, mời, luân hồi thánh vương cười ha hả. Muốn giết ta, thì phải hỏi khởi nguyên đạo huynh và hắc bạch nhị đế xem họ có đồng ý không đã. 16 cái đầu của hắn nhìn quanh, đột nhiên trong lòng lạnh toát, thấy không gian tách rời, vô số vì sao lấp loáng đây là vũ trụ khác là thất đạo luân hồi của phong hiếu trung hắn đã rơi vào thần tú thất đạo luân hồi của phong hiếu trung khởi nguyên đạo thần tứ diện thần và hắc bạch nhị đế đều ở bên ngoài vũ trụ này đại toại lôi trạch hoa tư và hậu thổ nương nương hiện ra vây quanh hắn luân hồi thánh vương cười ha ha ta tinh thông luân hồi đại đạo ta chính là luân hồi đại đạo các ngươi không giết được ta đâu quỳnh quỳnh vô số đạo linh quan xuyên qua vũ trụ đang vào nhau Xuyên thủng thần tú thất đạo luân hồi của Phong Hiếu Trung, khóe mắt luân hồi thánh vương co giật, trong lòng hoảng loạn, đó là luân hồi đằng, luân hồi đằng xếp cuối cùng trong cửu đại linh căn nhưng cũng là linh căn mạnh nhất, thậm chí có thể xuyên qua đạo giới, sau khi xuyên đạo giới mới sinh ra luân hồi đại đạo, sự xuất hiện của luân hồi đại đạo có thể nói liên quan rất lớn tới cây linh căn này, chung nhạc cho toàn bộ luân hồi đằng hiện ra chính là để dùng căn nguyên phá luân hồi đại đạo của hắn, triệt để tiêu diệt hắn muốn triệt để tiêu diệt ta sao không thể nào luân hồi thánh vương đang nghe truyện trên tv audio cv gương mặt biến dạng cười gằn cho dù ta có chết ở đây thì vẫn còn một ta khác còn sống hà ha luân hồi sẽ không bị hủy diệt bên ngoài tổ đình khởi nguyên đạo thần tứ diện thần và hắc bạch nhị đế nhi phim chung nhạc tứ diện thần cười trước trận đại chiến này bệ hạ để luân hồi thánh vương trị thương cho bọn ta có thể nói là không sáng suốt giờ lại điều đi phong đạo tôn đại toại lôi trạch hoa tư và hậu thổ lại càng thiếu sáng suốt bệ hạ muốn chết thế nào chung nhạc mỉm cười vẫy vẫy tay cho những người khác rời khỏi tổ đình nói trẫm cho những người khác chỉ đối phó với luân hồi thánh vương mà không đối phó chư vị lý do chắc các vị hiểu trẫm kéo đạo giới vào luân hồi dùng luân hồi đại đạo khắc chế đạo quan của đạo giới để đạo quan vào luân hồi không thể ra ngoài thế gian này chỉ có luân hồi thánh vương là có thể uy hiếp tới trẫm chỉ cần luân hồi thánh vương thì trẫm chắc chắn có thể giết các ngươi bạch đế cười ha hả chỉ dựa vào mình bệ hạ sao khởi nguyên đạo thần tứ diện thần hắc bạch nhị đế tứ diện thần thuộc cấp đạo thần mà chung nhạc lại đều đi hết những người mạnh nhất một mình đối mặt với họ trận chiến này hy sinh luân hồi thánh vương nhưng tiêu diệt được chung nhạc vụ trao đổi này xem ra rất đáng chung nhạc mỉm cười sau đầu hiện lên quần sáng bạch đế lập tức cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn không thể kéo gần bất giác kinh hãi ngẩng lên nhìn thì thấy bàn tay chung nhạc đã đặt lên mặt mình bệ hạ đúng là đã coi thường đạo thần rồi bạch đế cười khẩy đại đạo thành kiếm đạo kiếm chỉ thẳng lòng bàn tay chung nhạc đạo thần ra tay quả nhiên phi phàm thần thông của đạo thần đã không thể gọi là thần thông lý giải của họ về đạo đã đạt tới mức cực hạn khi ra tay không cần phải quan tưởng đồ đằng đại đạo văn lý gì phức tạp có thể trực tiếp đối kháng với đạo. Bạch đế là tia sáng đầu tiên của thế gian, mang thuộc tính trụ qua, có thể tưởng tượng được sự cường đại của hắn, ánh sáng không đâu là không tới, đạo kiếm của hắn cũng vậy, không có gì không tới, không gì không thể phá, đừng chạm vào người hắn. Tiếng của khởi nguyên đạo thần vọng ra, bạch đế cận người, đạo kiếm chạm vào lòng bàn tay chung nhạc, đầu óc bạch đế đột nhiên trống rỗng, một đạo luân hồi đại đạo trong cơ thể bỗng vỡ tanh tách, Đạo giới cảnh giới của hắn cũng bắt đầu tan rã. Đạo luân hồi đại đạo của hắn là đại đạo luân hồi Thánh Vương đã để lại trong cơ thể hắn để cho hắn thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, vì thế Bạch Đế mới thoát khỏi đạo giới với cảnh giới đạo thần, nhưng giờ chung nhạc trực tiếp phá vỡ đạo pháp của Luân hồi Thánh Vương, đánh hắn từ cảnh giới đạo thần rơi xuống, Bạch Đế sững ra như gỗ, giờ hắn đã không còn là đạo thần nữa, không phải đạo thần chân chính rời khỏi đạo thần thì cảnh giới sẽ tụt giảm. Năm xưa Tứ Diện Thần cũng từng bị Trung Nhạc đánh tục cảnh giới, Bạch Đế giờ đã từ cảnh giới đạo thần tục xuống đế cảnh, "Trẫm còn coi thường ngươi không?" sâu bọ, bát đạo luân hồi phía sau Trung Nhạc chuyển động. Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần và Hắc Đế xông tới, dù tấn công từ hướng nào thì cũng đều là chính diện Trung Nhạc, bị Trung Nhạc chặn lại hết, Bạch Đế đứng trước mặt Trung Nhạc, nhìn thì dù là Khởi Nguyên hay Tứ Diện Thần hay Hắc Đế đều cách hắn rất xa vời, nhưng chung Nhạc và hắn thì lại rất gần một câu sâu bọ của trung nhạc vang lên bên tai khiến hắn rợn tóc gáy giờ cho dù hắn vẫn còn tâm cảnh của đạo thần nhưng cảnh giới đã tục giảm trước đệ nhất thiên đế từ cổ chí kim như trung nhạc hắn chắc chắn không đỡ nổi một chiêu đừng mơ tứ diện thần hét lớn nhất niệm vạn giới sinh dùng giới phá giới muốn phá tan thất đạo luân hồi của trung nhạc cứu bạch đế ra quanh người trung nhạc hiện lên vô số tấm gương mỗi tấm gương là phục mân đạo tộn thế giới đây cũng là nhất niệm vạn giới sinh, khác với của tứ diện thần ở chỗ, tứ diện thần từ hỗn độn hóa giới, cao hơn một bậc, còn nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc là không gian thất đạo luân hồi tạo nên vạn giới không gian, quanh người Trung Nhạc, vô số tấm gương nhanh chóng vỡ tan như thủy tinh. Tứ diện thần tuy lần này không vào đạo giới trở thành đạo thần chân chính nhưng thực lực cường hãn vô cùng, nhất niệm vạn giới sinh của hắn càng thêm hoàn hảo, tế, trong nháy mắt, hắn xung phá không gian thất đạo của Trung Nhạc, pháp lực hùng hồn trào dân định tế cả hắc đế và bạch đế năm xưa hắn tế hắc đế một đạo đạo quan chém đại tư mệnh kinh diễm tuyệt luân phá vô địch nhục thân của đại tư mệnh để lại cho đại tư mệnh suy nghĩ chắc chắn chết giờ nhục thân của trung nhạc chưa bằng đại tư mệnh mà hắc đế còn là đạo thần chắc chắn cũng khó có thể chặn được đòn này của hắn thế nhưng đúng lúc bạch đế bị pháp lực của hắn tế lên bạch đế bị một đao chém đôi nhục thân đại đạo nguyên thần vỡ tan đại đạo bị chôn vùi, không thể chết hơn được nữa. Phục, hắc đế biến thành một đạo đạo quang, chém xuống mi tâm chung nhạc, tứ diện thần mừng rỡ, nhưng thấy mi tâm chung nhạc tách ra lộ một vòng xoáy luân hồi, trong đó cũng có một đạo đạo quang, không ngừng di chuyển trong luân hồi vô tận. Hai đạo đao quang gặp nhau, hắc đế kêu lên một tiếng thảm thiết, đạo huyết nhuộm đỏ các đạo luân hồi, bị đạo đao quang kia cắt làm đôi. Tứ diện thần kinh hải, hắc đế chết quá nhanh, còn nhanh hơn bạch đế, vì hắn rơi vào trong luân hồi của trung nhạc gặp đạo quan của đạo giới đạo quan của đạo giới sau khi giết đại tư mệnh chém về phái trung nhạc trung nhạc kéo đạo giới vào luân hồi để đạo giới khống chế luân hồi đạo quan của đạo giới cung sĩ luân hồi dạy dạo khắc chế nhưng đạo quan này không thể hủy diệt được chỉ có thể bị hắn nhốt trong luân hồi tứ diện thần tế hắc đế chém tới bị trung nhạc thuận nước đẩy thuyền đưa tới trước đạo quan của đạo giới loại đạo quan này không có khái niệm địch ta chém qua tất cả ngay chung nhạc và đại tư mệnh cũng không thể đối kháng với đạo quan, hắc đế có tài đức gì mà có thể, hắn là đạo thần nhưng bị đạo quan chém qua cũng như đại tư mệnh, trực tiếp thân tử đạo tiêu, ý thức tiêu tan, bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ trong chớ mắt hai vị đạo thần đều mất mạng. Tu vi cảnh giới của hắc đế bạch đế tuy đạt tới cảnh giới đạo thần nhưng vẫn rơi trong cạm bẫy đạo thần, không thể thoát ra được. Họ dựa vào sự giúp đỡ của luân hồi thánh vương ra khỏi đạo giới, đối mặt với những người khác họ đều là những người cường đại cao cao tại thượng nhưng đối mặt với chung nhạc người tinh thông luân hồi đại đạo tái tạo luân hồi lục giới trong cơ thể thì đúng là giao mạng vào tay đối phương chung nhạc có thể đánh tục cảnh giới của họ bất cứ lúc nào chỉ cần bị rơi khỏi cảnh giới đạo thần thì khi đối mặt với chung nhạc họ chỉ còn đường chết quỳnh quỳnh chấn động dữ dội truyền tới khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần phá nhất niệm vạn giới sinh của chung nhạc hai vị thần cấp đều nhíu mày đây mới là chiêu đầu tiên mà hai đạo thần là Hắc Bạch Nhị Đế đã chết, thực lực chung nhạc vượt xa dự liệu của họ quá nhiều thì phải, xem ra Luân Hồi Thánh Vương không cho các ngươi biết, dưới chân chung nhạc hiện lên hỗn độn liên, nhụy hoa rung động phát ra âm thanh nhỏ, nháy mắt đầy trời ngập hỗn độn liên, trên mỗi bông hoa đều có một chung nhạc đứng trên đó, sau đầu là bác đạo Luân Hồi chuyển động, năm xưa đại tư mệnh mở đạo giới, trẫm mượn áp lực của đạo giới hoàn thiện Luân Hồi đại đạo, trùng diễn tiên thiên, tái tạo vũ trụ trong cơ thể mở đạo giới tử vi vũ trụ cổ hư không lục đạo giới khu bảy và lưỡng đại bí cảnh là vũ và trụ khi đó trẫm đã là đạo thần trong vũ trụ của mình rồi thực lực của trẫm khi đó không hề thua kém đại tư mệnh nếu không phải dấu ấn hỗn độn và đạo quan đạo giới thì trẫm đã đánh lên đạo giới trấn áp các ngươi rồi đạo quan đạo giới sau khi giết đại tư mệnh thì nhằm tới ta khi đó các ngươi chắc biết sức mạnh của trẫm tới mức nào mà những năm nay đối phó đạo quan đạo giới và dấu ấn hỗn độn thần thông trong mấy trăm vạn năm tương lai trẫm đều sáng tạo ra hết các chung nhạc sắc mặt lạnh lùng trong mấy trăm vạn năm không ai có thể vượt qua được ta hai vị đạo hữu mục đích của trẫm không phải đối phó với các ngươi mà là đối phó đạo giới nếu không đâu có thể nhẫn nhịn cho các ngươi làm mưa làm gió lâu như vậy khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần khóe mắt co giật thấy bên trong bác đạo luân hồi phía sau các chung nhạc đều có tám vị thái hoàng đó là thái hoàng ở trạng thái thời không đại luân hồi tay cầm các cây linh căng phù tan thụ tiên thiên quả thụ tiên thiên tử trúc bỉ ngạn hoa sinh mệnh cổ thụ trong cơ thể của họ còn có một cây vạn thánh linh căng đó là trường sinh đế cảnh tượng này thật sự đáng sợ không giống để đối phó với họ đối phó với họ không đến mức phải có trận thế hoành tráng thế này đúng như chung nhạc nói rất lâu trước kia hắn đã ở cảnh giới đạo thần như đại tư mệnh, dẫn tới đạo quan đạo giới, nhưng giờ hắn trầm lắng lâu như vậy, chiến lực càng thêm khủng bố. Hắn một mình đối diện với bọn khởi nguyên đạo thần, không cần tế hỗn độn liên, sinh mệnh cổ thụ hay các cây linh căng khác, nhưng hắn tế lên, rõ ràng mục tiêu của Trung Nhạc không phải họ, bày ra trận thế lớn thế này có lẽ là dùng họ để luyện tay, đi. Khởi nguyên đạo thần bỗng hết lớn dùng vũ thanh trụ quan cuốn lấy tứ diện thần cắt không gian lao đi, biến mất tung tích. Trong nháy mắt hắn đã tới trăm vạn năm trước, còn chưa kịp nghỉ nơi thì da đầu bỗng tê dại, thấy một đạo trụ quan tròn không biết từ đâu tới, xuyên qua thời không trăm vạn năm trước. Bọn họ nhìn quần sáng đó, thấy chung nhạc ở trăm vạn năm sau đứng ở hiện tại, không đuổi theo họ. Bàn tay chung nhạc hướng về phía họ chém một nhát, bàn tay hắn giống như một thanh tiên thiên thần dao, cắt qua thời không quá khứ, tia lửa lan tràn, ngập tràn thiên địa. Tuy chung nhạc vẫn đứng ở tổ đình không hề di chuyển, không đuổi theo họ nhưng trụ quan luôn lại xuyên qua trăm vạn năm trước thời gian và không gian trước mặt hắn như biến thành một dòng sông luân hồi khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần chạy tới bất cứ thời điểm nào của dòng sông này thì hắn cũng vươn tới được đây chính là thời không bác đạo luân hồi đại thời không luân hồi khởi nguyên đạo thần hét lớn dẫn theo tứ diện thần lao ngược về quá khứ nháy mắt đã lại thêm trăm vạn năm nữa rồi họ nhìn thấy trong thời gian không gian 200 vạn năm trước vẫn có một vòng trụ quan luân đang chuyển động từ tốn, trung tâm luân hồi vẫn là chung nhạc của 200 vạn năm sau, thần quan mà bàn tay chung nhạc biến thành vẫn ở sau lưng họ, càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ, đi, khởi nguyên đạo thần nghiến răng, vù một tiếng lao đi. Hắn đã là đạo thần, là đạo thần chân chính, tu vi pháp lực hơn trước kia rất nhiều, nhưng đi qua 300 vạn năm vẫn khiến hắn thấy quá sức. Thế nhưng trụ quan luân khổng lồ vẫn lơ lửng trên đầu hắn, xuyên qua thời không của 300 vạn năm trước, khóe mắt khởi nguyên đạo thần co giật, định bỏ đi thì đột nhiên thấy khởi nguyên thánh địa của mình, không khỏi khựng lại. Hắn thấy mình của 300 vạn năm trước, đang tiến về khởi nguyên thánh địa, còn phía sau hắn, hắn thấy một người khác, là Trung Nhạc, đang nhìn hắn tiến vào khởi nguyên thánh địa, khởi nguyên đạo thần khựng người, mơ hồ nghĩ tới một điều quan trọng, nhưng nhất thời không nghĩ ra rõ ràng được đao quang đó vẫn tràn ngập thiên địa chèn ép tới, vô cùng khủng bố. chung nhạc nắm giữ thất đại linh căng thật sự quá đáng sợ, một người rất khó điều khiển được thất đại linh căng. Đừng nói thất đại linh căng, cho dù là lưỡng đại linh căng cũng không thể. Quy lực của linh căng gần như vô cùng vô tận, có thể diễn hóa thế giới, cường đại như đại tư mệnh cũng từng có vài cây linh căng. Nhưng hắn vẫn chỉ giữ lại sinh mệnh cổ thụ Những cây linh căng khác hoặc biến thành tử vi hoặc tặng cho thần vương dưới trướng chung nhạc dưới trạng thái bác đại luân hồi thì khủng bố như vậy. Bác đạo luân hồi cắt đôi quá khứ tương lai, mời tới bốn hắn từ tương lai, bốn hắn từ quá khứ. Phát huy tối đa uy năng của hỗn độn liên và cả những linh căn khác, hắn không thể nào lại cường đại tới mức không coi đạo thần ra gì. Chắc chắn còn có kẻ khác trợ giúp hắn, khởi nguyên đạo thần bỗng tỉnh ra, kêu lên. Ta hiểu rồi. Đáng hận. Đáng hận, tứ diện thần không hiểu. Đạo huynh hiểu cái gì, Thất Khiếu Hỗn Độn thần nhân, khởi nguyên đạo thần tức quá lại cười. Bốn vị thần nhân tương lai của Thái Hoàng, có một vị là Thất Khiếu Hỗn Độn thần nhân. Hắn che mắt chúng ta lâu như vậy, biết sớm thì đã nhân lúc hắn chưa đại thành mà tiêu diệt hắn rồi. Tứ Diện thần thượng người, quay lại nhìn thì thấy trung nhạc vẫn đứng sừng sững trên tổ đình, từ 300 vạn năm trước nhìn về tổ đình, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Chắc hẳn nếu tương lai 300 vạn năm có đạo thần cường đại thi triển trụ quan luân cũng sẽ thấy thân ảnh vĩ đại này. Thân ảnh này vượt qua thời gian 600 vạn năm, mãi mãi in dấu ở đó, đứng sừng sững ở đó. Thân ảnh này chắc chắn sẽ trở thành bóng đen ám ảnh trong tâm các cường giả tương lai, bóng đen không thể xóa bỏ. Thử nghĩ xem, những người tu thành đạo thần có lẽ sẽ khoáng cổ kim sinh, tài tình tuyệt đại, không ai có thể đuổi kịp. Nhưng khi hắn đứng đỉnh cao nhất của nhan sinh nhìn thiên địa, nhìn quá khứ tương lai lại thấy một vị vô địch mấy trăm vạn năm trước, cường đại như vậy, nguy nga như vậy, lẽ nào không giống một bóng đen đè xuống hắn, đè nát đạo tâm vô địch của hắn, ba trăm vạn năm vẫn là nói bớt đi, vì gờ khởi nguyên đạo thần và hắn chỉ trở về ba trăm năm trước, ai biết được đại thời không luân hồi của Trung Nhạc cắt tới niên đai nào trong quá khứ, đại thời không luân hồi của Trung Nhạc chắc chắn lấy hắn là tâm, cắt về tương lai và quá khứ, vương tới vạn cổ. Tứ diện thần còn thấy bác đạo luân hồi sau đầu chung nhạc, có sáu vị đế nhạc đứng sừng sững, trong đó đế nhạc đứng trong đạo nhất luân hồi thì có khác biệt, chỉ có thất khiếu, quả nhiên là tên thất khiếu thần nhân đó. Tứ diện thần khóe mắt co giật, khởi nguyên đạo thần bỗng bỏ lại hắn, cắt thời không lao đi. Tứ diện đạo hữu, ta đem theo ngươi thì không thể trở về quá khứ xa hơn, hãy thứ lỗi, tứ diện thần sững người, không kìm được đại nộ. Khởi nguyên, không có ta ngươi càng khó thoát khỏi sự truy sát của Thái Hoàng. Ngươi mau quay lại cho ta, nhưng Khởi Nguyên Đạo Thần đã biến mất tích, Tứ Diện thần nghiến răng, quay lại nhìn thì thấy trảm đạo thần đao của Chung Nhạc đại khí hùng hùng cắt quá khứ nhằm hắn chém tới, chiêu này không thể ngăn cản, không thể hóa giải, đó là đao quang khiến người ta phải tuyệt vọng, thần đao chém quá khứ tương lai, Tứ Diện thần gầm lên phẫn nộ, hỗn độn khí cuồn cuộn biến thành một đại vật khổng lồ nằm trên hỗn độn hải, bóp méo không gian thời gian, hỗn độn khí càng thêm đậm đặc, bao quanh lấy hắn, con hỗn độn cự thú này liên thông hỗn độn, muốn vào hỗn độn trước khi đao quan chém tới, nhưng tự thân đại đạo lại không còn thuần tịnh, không thể vào trong hỗn độn được nữa. Hắn đã dính quá nhiều hồng trần, quá nhiều nhân quả, muốn trở lại hỗn độn không còn dễ dàng nữa. Trừ phi hủy đi đại đạo và nhục thân, tất cả biến thành hỗn độn thì mới có khả năng trở lại hỗn độn. Tứ diện thần liều mạng dùng hỗn độn khí đồng hóa bản thân, hóa đi đại đạo, tinh thần của bản thân. Với kẻ tinh thông hỗn độn đại đạo như hắn, hóa đi đại đạo và tinh thần không có gì khó, đao quang chém xuống, tứ diện thần cười. Thái hoàng, cuối cùng thì ngươi vẫn không giết được ta. Ta vào hỗn độn vẫn có thể tiêu giao, hắn đang chuẩn bị vào hỗn độn thì đột nhiên kinh hãi, vẫn không thể vào hỗn độn. Trong hỗn độn có một thân hình to lớn chặn hắn lại, tứ diện thần đại nộ. Lại là ngươi chính là ngươi đá ta vào đạo giới, giờ lại là ngươi chặn được đi của ta. Thứ chặn sự tiếp nối giữa hỗn độn hải và hỗn độn chính là một sinh vật hỗn độn khổng lồ đang bơi trong thời gian này, phía sau là một số sinh vật hỗn độn khác, vừa hay chặn hỗn độn hải khiến tứ diện thần không thể vào trong, đao quan chém xuống, tứ diện thần hét lớn, nhục thân tan rã, bị một đao khai thiên, hóa huyền hoàng, phân âm dương, khai thần ma, lập ngũ hành, thất diệu bát hoang cửu cung, thiên can địa chi đầy trời tinh tú. Ngân Hà sáng lạng, nhục thân khổng lồ của hắn rơi xuống, biến thành đại lục bao la, quần tinh vây quanh. Lúc này là 300 vạn năm trước, chỉ có vũ trụ cổ, tử vi chưa mở. Lại trăm vạn năm sau trôi qua, Long Xà Tử tới nơi này, chọn vùng tinh vực này làm thánh địa, truyền đạo, sinh sôi chủng tộc. Sau đó Long Xà Tử đào ra một mảnh của quả tim trung tâm, biến đại lục thành tổ tinh của chủng tộc. Long Xà Tử khai sáng ra thời đại hỏa kỷ, là tổ tiên của hậu thiên chưởng quản toại hỏa chiếu sáng thời đại hắc ám sáng tạo hệ thống tu luyện đồ đằng thốc nhất văn tự ngôn ngữ lịch pháp truyền bá văn minh được tôn làm đại toại các tộc tôn làm thiên đế bắt đầu nền văn minh hậu thế sáng lạn khởi nguyên đạo thần tiếp tục đi ngược về thái cổ nhưng áp lực thời quan càng ngày càng lớn cuối cùng hắn không thể tiếp tục nữa nhưng nhìn về quá khứ thời không luân hồi kính khổng lồ đó vẫn cắt tới thời đại thái cổ xa xôi hơn nữa về thái cổ chắc chắn không thể tránh được chỉ có tới tương lai. Hắn chết ở tương lai, chỉ khi chạy tới thời đại hắn tử vong thì hắn mới không thể làm gì ta, vừa nghĩ tới đây hắn liền lao đi, tránh sự truy sát của trung nhạc trở lại hiện tại và chạy tới tương lai. Tương lai là một vùng đục ngầu, khó lòng tiến về phía trước, không rõ thời đại, vào tương lai căn bản không biết mình đã đi một ngày hay một năm, hay là dừng ở trong tương lai, khởi nguyên đạo thần khó tiến tới, hắn cũng phân biệt được mình đang ở thời gian nào, đột nhiên tinh thần chấn động nhìn thấy vô số cảnh tượng tương lai lướt qua bên cạnh những cảnh tượng này thay đổi rồi khởi nguyên đạo thần sắc mặt đại biến nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai đang dần thay đổi những thần ma chiến tử đang đứng dậy còn những vị vừa rồi còn sống thì ngã xuống khóe mắt khởi nguyên đạo thần co giật đột nhiên thấy thi thể của luân hồi thánh vương chính là bị phong đạo tôn trắc đại đạo định luyện hóa hắn tiếp tục tiến lên phía trước rồi thấy được cảnh tượng hắn muốn thấy đó là cảnh tượng chung nhạc bị vây công trên thiên đình Trung nhạc sau khi chiến đấu cuối cùng ngã xuống, chết dưới tay của khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, thất khiếu hỗn độn thần nhân. Đột nhiên thân ảnh trong cảnh tượng đó biến mất, rồi thân ảnh của hắc bạch nhị đế cũng biến mất, rồi tới tứ diện thần, luân hồi thánh vương, lần lượt từng người biến mất. Cuối cùng cảnh tượng đó chỉ còn lại khởi nguyên đạo thần, trung nhạc và thất khiếu hỗn độn thần nhân. Thần quan quanh thất khiếu thần nhân biến mất, lộ ra gương mặt của trung nhạc, một trước một sau đối diện với khởi nguyên đạo thần đây rốt cuộc là tương lai bao lâu sau khởi nguyên đạo thần sắc mặt đại biến đột nhiên cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ thời quan xung quanh cuồn cuộn thiên địa tự nhiên ào ào tới ả à vũ trụ như đang nhằm vào thời gian này đè tới muốn trùng lập vào cảnh tượng đó khởi nguyên đạo thần chấn động thời gian trong cảnh tượng đó muốn trùng hợp vào thời gian hiện thực thân ảnh trong cảnh tượng đó cũng đang thay đổi hắn thấy thất khiếu chung nhạc và chung nhạc đang tấn công hắn huỳnh huỳnh trong sự chấn động dữ dội thời quan lưu động đột nhiên hoàn toàn trùng lên hao, chung nhạc và thất khiếu chung nhạc trong cảnh tượng kia trở thành thực thể, khởi nguyên trong cảnh tượng kia cũng hoàn toàn trùng hợp với khởi nguyên đạo thần, chung nhạc và thất khiếu chung nhạc đang tấn công về phía hắn, giống hệt cảnh tượng hắn thấy, khởi nguyên đạo huynh, kẻ giết ta trong tương lai không phải ngươi mà là đạo giới, tiếng của chung nhạc vang lên bên tai hắn, khởi nguyên đạo thần gầm lớn, không trốn chạy nữa, toàn lực bạo phát, chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo, tuyệt kỹ khiến người khác sợ hãi, nhưng trận chiến này chủ đích hắn sẽ tuyệt vọng như chung nhạc đã từng, mộ cổ bị đánh tan, vạn đạo bốc hơi, chỉ còn lại một vệt đao quan kinh diễm, chiếu sáng vũ trụ càng khôn, thái cổ, tương lai, một đao chém xuống, hủy diệt tinh thần của hắn, chém đứt ý chí cả hắn, căn nguyên của hắn, khởi nguyên đạo thần đột nhiên thoát thân thể cũ, lắc người biến thành hỗn độn cự thú, há mồm nuốt trời nuốt đất, nuốt chững quần tinh, nuốt về thiên đình con cự thú khổng lồ này há mồm, thiên đình rộng lớn cũng bị nó nuốt chửng. Đúng lúc này, vô số chiếc hỗn độn cung đột nhiên bay tới, tiếng chuông vang lên không ngớt cố định thân hình to lớn của hắn, đao quang của chung nhạc chém xuống, hỗn độn nhục thân của khởi nguyên tan rã, đột nhiên giống như tứ diện thần khai thiên lập địa, nhật nguyệt tinh tú bùng nổ. Thất khiếu chung nhạc vẫy tay, những chiếc chuông lớn bay lại, bên trong chuông, một giải đại đạo tự chấn động, định bay đi đây chính là khởi nguyên đại đạo hoàn chỉnh mà ngươi muốn. Trung nhạc nhận lấy giải khởi nguyên đại đạo đó, đưa vào nguyên thần bí cảnh, nói. Đại đạo này mới là mấu chốt cho ta đối kháng với đạo giới, thoát khỏi luân hồi. Ta cho luân hồi thánh vương trị thương cho khởi nguyên đạo thần chính là vì lý do này. Đạo giới, hắn ngẩng lên khẽ cười. Cuối cùng cũng phải đi một chuyến, đạo giới chi môn mở rộng. Trong đạo giới, đạo quan từng trận, vô cùng vô tận, thứ ánh sáng mê người đó khiến người ta cũng phải sợ hãi, thất khiếu chung nhạc tế hỗn độn chung lên bao trùm lấy hắn. Đạo giới cho rằng ngươi và ta uy hiếp càng ngày càng lớn tới nó, chỉ sợ mấy chiếc chung này không bảo vệ được chúng ta bao lâu. Từ đạo giới chi môn xuất hiện vô số đạo đạo quan chém xuống, đạo quan từ trên trời chiếu xuống, còn chưa tới bên cạnh chung nhạc thì bị một chiếc hỗn độn chung chụp lấy. Đạo quan khiến chiếc chung vang lên không ngớt nhưng không thể phá vỡ được nó tám chiếc chung mà thất khiếu chung nhạc luyện chế này được luyện từ bảo vật trong hỗn độn không nằm trong đại đạo của vũ trụ này đạo quan của đạo giới cho dù là không gì không phá nhưng chỉ đối với thiên địa đại đạo trong vũ trụ hỗn độn chung không nằm trong số đó đạo quan đạo giới đương nhiên sẽ không thể phá được hỗn độn chung đạo giới chi môn đạo quan biến thành hồng lưu chiếu xuống từ đó cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ nhưng sự hung hiểm cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ cần một đạo đạo quan có thể giết chết chung nhạc mà giờ thì đao quan lại tràn trề như vậy chung nhạc nói với thất khiếu chung nhạc ngươi có thể kiên trì bao lâu thất khiếu chung nhạc nói vẫn còn được một khoảng thời gian nữa ngươi còn rất nhiều việc phải xử lý đúng không ta có thể chống đỡ giúp cho ngươi ung dung xử lý hết mọi chuyện chung nhạc khẽ gật đầu thiên đình các tộc vui vẻ chúc mừng đại thắng lợi đại thắng lợi chưa từng có khởi nguyên đạo thần tứ diện thần hắc bạch nhị đế, thiên, luân hồi thánh vương, những kẻ cường đại này đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Hách liên khuê ngọc tạo phản, lúc này cũng đã chịu trừng phạt, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về họ. Vài ngày sau, chúc mừng kết thúc, chung nhạc ở trên triều đường, triệu tập quần thần, định thưởng phạt, đông đảo thần tộc lập được chiến công hiển hách trong cuộc động loạn này, đều được nhận phong thưởng. Còn các chủng tộc phản loạn thì bị đánh dấu là tội tộc, đầy tới biên cương vũ trụ cổ. Các đại đế của tội tộc cũng bị trừng phạt theo tội, có người bị áp giải lên trảm đế đài, có người bị trấn áp trong thiên lao, có người thì bị lưu đầy tới biên thùy vũ trụ, thiên thừa tướng vân quyển thư dân tấu. Hách tư thị tội nghiệp quá nặng, là đầu sỏ cuộc phản loạn này, đáng diệt tộc. Bệ hạ nhân từ để chúng giữ lại phần lớn thực lực, nhưng thần sợ chúng sẽ không biết cảm ơn mà lại ôm hận, sớm muộn cũng sẽ lại tạo phản. Theo ý vi thần, dùng luân hồi tuyệt hộ. Tư mệnh nương nương trưởng quản vãng sinh chi lộ, không quá vạn năm chắc chắn diệt tộc hách tư thị, chung nhạc không cho phép. Trẫm biết chúng sau này chắc chắn sẽ tạo phản, nhưng không thể không giữ lại chúng, vân quyển thư không hiểu. Chung nhạc nói, phục hy thị và nhân tộc cần kẻ địch mới có thể sinh tồn ở thế gian này. Không có kẻ địch, tuyệt diệt Phục Hy và nhân tộc sẽ chính là bản thân Phục Hy và nhân tộc, Vân Quyển Thư chỉ đành thôi. Trận chiến này thương vong cũng khó lòng tưởng tượng, đại đế các tộc chết cũng tới 5.400 vị, các đời thiên hoàng địa hoàng chuyển thế gần một nửa đã chết, những vị đại đế thời kỳ hỏa kỷ, địa kỷ cũng thương vong quá nữa. Ngoài ra, cửu hoàng thị của thiên đế gia, con của âm cơ nương nương không đồng thị chiến tử, con trai nữ qua nương nương vân mộng thị chết khi 64 thành bị hủy diệt, bảy vị thái tử công chúa khác cũng bị trọng thương. Đế tử công chúa chiến tử trong trận chiến này cũng nhiều vô kể còn phục hy và nhân tộc chết thì càng không thể đếm hết trận phản loạn này các giới đều bị phá tan tành ba nghìn lục đạo giới tan thành tro bụi tử thương vô số sinh linh ngay cả khu thứ bảy luân hồi cũng bị tổn thất nặng nề chung nhạc triệu tập chư đế luyện lại ba nghìn lục đạo giới trên di chỉ lục đạo giới ba nghìn vị đại đế thi triển lục đạo luân vô số thần ma trợ lực tạo vật tạo tinh tạo ra tinh tú tinh hà sáng lạn ba mươi năm sau lục đạo giới được tạo ra chung nhạc tế tiên thiên quả thụ, biến thành nòng cốt của ba nghìn lục đạo giới. Ba nghìn lục đạo giới lần này hoành tráng hơn trước kia, trọng lớn hơn trước kia, tài nguyên cũng dồi dào phi phàm. Ba nghìn vị đại đế dẫn bộ tướng dưới trướng trấn thủ các lục đạo giới của mình, bồi dưỡng sinh linh hậu thiên, thống trị thế giới mới vẫn còn hoang tàn này. Trung nhạc mời đại toại và hai mươi vị thánh đế, dâng lên bỉ ngạn hoa, đại toại và hai mươi thánh đế chìm vào giấc ngủ trong hoa, mộng khai hư không giới. Hư không giới hoa lệ tái hiện trên thế gian, giúp những linh hồn thọ nguyên đã tận có nơi gửi gắm, đại tội và 20 vị thánh đế biến mất khỏi thế gian, chỉ khi vào trong hư không giới thì mới gặp được họ, nhưng cho dù có gặp thì họ cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại. Các vị thượng cổ đại đế như tạo hóa đại đế Sinh Thái Hoàng cho họ từ bỏ tính mệnh kiếp này, vào trong hư không giới, Chung Nhạc nói. Chư vị đạo hữu tuy có công nhưng công lao chưa tới mức được vào hư không giới, chư vị buộc phải làm một việc 800 vị thượng cổ đại đế ngờ thế, liền tới các nơi trong vũ trụ luyện lại tinh tú tinh vực đã bị phá tan, tạo phúc cho các tộc. 50 năm sau, các đại đế bọn tạo hóa đại đế đã hồi sinh lại các nơi trên vũ trụ, chúng sinh cảm kích dựng tượng họ ngày đêm tế tự, thì ra mục đích của Thái Hoàng là để chúng ta tạo phúc chúng sinh. Chúng sinh cảm kích mới tế tự chúng ta, để chúng ta có khả năng trở thành tế tự tiên thiên thần, tạo hóa đại đế cảm khái. Nếu không có hành động tốt này, cho dù chúng ta có vào hư không giới thì cũng không có sinh linh tế tự chúng ta. Linh hồn chúng ta vẫn sẽ dần dần tiêu vong. 800 vị đại đế hiểu ra, tự động binh giải, đại đạo và nhục thân tiêu tan, biến thành 800 tòa đại lục và nhật nguyệt tinh tú tạo phúc chúng sinh. Hư không giới mở ra, thần quan tựa cây cầu lớn dẫn linh hồn của 800 vị thượng cổ đại đế vào. Trong thời gian này cũng phát sinh vài chuyện không lớn không nhỏ, minh di đế dưới trướng phong đạo tôn tim thấy tung tích thao quan tiên sinh, dư nghiệp tiền triều hai vị thượng cổ đại đế còn lại đại chiến hai người họ đều là cấp thượng cổ thần vương chiến lực siêu quần kinh động tới thiên đình chung nhạc lệnh cho chung hoàng thần đi trấn áp chung hoàng thần sau khi tới chiến trường thì thấy thao quang tiên sinh và minh di đế thọ nguyên đã cạn khi hắn tới thì nguyên thần của hai đại đế đã tan ra chưa vào được hờ gờ cờ hồn phách phiêu tán trong khu thứ bảy luân hồi chung hoàng thần thở dài cho người hậu tán thi thân của hai vị đại đế vài năm sau phục thương bên cạnh thánh vũ đế thọ mệnh cạn kiệt, chết già trên giường bệnh. Trước khi lâm chung, phục thương biết thọ nguyên không còn nhiều, tạo mộ lập bia cho mình, trên bia không có tên, chỉ viết một chữ tội đầy máu. Trước khi hồn tiêu phách tán phục thương đã cắt mặt của mình, chung trước mộ, còn hắn vào quan tài không có mặt, thánh vũ đế báo việc này cho Trung nhạc. Trung nhạc lệnh cho hỗn độn vũ ghi chép lại cuộc đời phục thương, hỗn độn vũ đã viết phục thương truyện trình lên thiên đế, Trung nhạc phê duyệt, giao cho hỗn độn vũ, nói Lãnh tụ của Phục Hy Thị và nhân tộc đều phải đọc Phục Thương sau khi chết vẫn gọi là tội, đừng liệt vào tông phổ của Phục Hy Hỗn độn vũ vân, lật xem phần chữ đỏ mà Trung Nhạc phê duyệt, giật mình thon thót Chỗ chữ đỏ là những lời thật lòng của Trung Nhạc Nói nửa đầu cuộc đời nói lời sáo rỗng, nửa sau cuộc đời nhu nhược vô vi Lời sáo rỗng làm lỡ dở đất nước thiên hạ, nhu nhược vô vi chết không thể vùng dậy Bệ hạ sau khi chết quốc xác Cảnh thị hậu nhân, dụng tâm khổ sở Hỗn độn vũ biên tập lại một lượt phục thương truyện Sao chép vài bản cho hậu cung Nhân tộc và phục hy thần tộc Những năm nay thiên hạ thái bình Vân quyển thư phò ta chung nhạc xử lý chính sự Ngày đêm vất vả Đột nhiên hôm nay tâm huyết trào dân Gọi thiên tơ nương nương tới Cười nói Phu nhân có biết tâm ý của ta Thiên tơ nương nương cười Thiếp thân trước nay nghe tiếng đàn là biết nhã ý nếu không lẽ nào tướng công lại lấy ta nếu vậy chúng ta đi thôi phu thê hai ngươi cởi quan bào để lại mấy bức thư rồi đưa con cái rời đi thư tín được gia thần thấy vội vàng nhập cung dân lên thái hoàng chung nhạc mở thư ra đọc trong vân quyển thư viết thần vốn áo vải sinh ra thời loạn thế tham vọng cả đời khó lòng thực hiện may mắn được gặp bệ hạ nên mới phát huy được ý khí bệ hạ không cần phải tìm bọn ta những gì phu thê ta và mặc sư đệ biết đều đã truyền thụ cho đệ tử linh giải ngữ linh giải ngữ có thể thay bọn ta làm thừa tướng mặc sư đệ trước nay hào khí trước kia có tâm nguyện một là nhân tộc không còn làm nô lệ nữa hai là phục hồi vinh quang cho tổ tông ba là được thấy giang sơn nay hai tâm nguyện đầu đã thực hiện được rồi phu thê ta đưa linh vị của mặc sư đệ đi hoàn thiện tâm nguyện thứ ba của hắn chung nhạc gập thư lại bức thư còn lại hắn đưa cho linh giải ngữ linh giải ngữ mở thư ra đọc một lúc sau gấp lại cung kính bái lạy chung nhạc chung nhạc giao quan ấn của vân quyển thư cho linh giải ngữ phong làm thiên thừa tướng linh thần thị lệnh cho đế tử bái lạy nàng linh giải ngữ bái tướng đăng triều mấy trăm năm sau vị thiếu nữ này khai mở trí tuệ thất đạo luân hồi công thành danh toại chấn kinh triều đình cũng là một đoạn giai thoại mấy trăm năm sau chiến loạn những chiếc hỗn độn chung treo cao trên thiên đình tơi tả khó lòng chống đỡ đạo quan từ đạo giới hôm nay chung nhạc triệu tập thiên hạ chư đế trên triều Hắn nói Nửa đời nay trẫm sống vì phục hy Vì nhân tộc, vì chúng sinh Xưng đế 5.200 năm Nếu là người phàm thì đã luân hồi Không biết bao nhiêu kiếp rồi trẫm là hậu thiên nghịch tiên thiên Thành tựu tiên thiên thánh thần Vô lão bệnh tử Cảm niệm các đời thiên hoàng địa hoàng Chủ động rút lui khỏi đế vị nhường lại cho hiền tài Hôm nay trẫm cũng làm theo tiên hiền Rời khỏi đế vị Thiên đế không phải nhà ta mà là công chức, tại vị thì phải vì chức trách, vì thiên hạ. Nay là thời thế phi thường, nếu đế vị để trốt chắc chắn sẽ xảy ra chiến loạn. Thiên hạ này không thể gánh chịu thêm một trận đế tranh nữa rồi. Mong chư vị đề cử một vị đại đế tiếp nhận đế vị, vừa dứt lời, trên dưới triều đường xôn xao, rối loạn, lại có chư đế khuyên can nhưng Trung Nhạc đã quyết, không thể thay đổi. Cuối cùng tranh cãi hơn 10 ngày, chư đế đề cử Trung Hoàng Thần và Thánh Vũ Đế hai vị thái tử mỗi người đều có các đại đế ủng hộ, chung nhạc nhíu mày. Trung hoàng thần, thuần huyết phục hy, không thể làm đế. Đế vị này không phải của trung gia, hơn nữa hoàng thần là tộc trư gơ phục hy thần tộc, không được làm thiên đế. Tuyên thánh vũ thị lên điện, thánh vũ đế lên điện, cuối người bái lại, chung nhạc nói. Chư đế tiến cử ngươi tiếp nhận vị trí thiên đế, ngươi tuy là con trai trẫm nhưng huyết mạch không phải hoàn toàn là phục hy mẫu hậu ngươi huyết mạch siêu phàm là đạo hữu của trẫm nay ta lấy lại họ chung của ngươi không còn là phục hy tộc cũng không cho phép ngươi mang họ âm không phải âm khang tộc cho ngươi lập chủng tộc khác đây là làm theo cách của lôi trạch hoa tư thời thế phi thường phải có hành động phi thường ngươi lên đây nhận đế bào đế quan đế ấn thánh vũ đế tiến lên thần thụ mệnh chung nhạc định xong triều đường nói trong thời gian tại vị ngươi không được vượt qua ta không được truyền vị không được coi thiên hạ là của riêng nếu ngươi vi phạm lôi trạch hoa tư đại toại hậu thổ những lão tổ tông này sẽ giết ngươi thánh vũ đế lĩnh mệnh rồi đăng cơ xưng đế tân đế đăng cơ lại là một phiên ký tượng chung nhạc thì gọi chung hoàng thần sang một bên nói vi phụ nửa đời vì chủng tộc hôm nay là một việc vì mình ta sẽ tới đạo giới không biết có sống trở về được không Mười năm sau nếu ta không sống trở về thì con sẽ thay ta hoàn thành tâm nguyện, tới tổ Tinh giải trừ phong ấn cho tổ Tinh, cho nhân tộc. Nếu ta trở về thì đích thân ta sẽ tới tổ Tinh, Chung Hoàng thần tim khẽ run, vội nói. Phụ thân có thể không tới đạo giới không? Chung Nhạc cười ha ha. Đời này vi phụ từng sợ, từng thua, từng xấu xa, nhưng chưa từng từ bỏ. Đạo giới muốn giết ta, trong mấy ngày nữa là sẽ phá vỡ hỗn độn chung lẽ nào trẫm lại bị nó giết? Cục diện này là cục diện nguy hiểm của mình ta. Luân hồi này là luân hồi của mình ta, ta không muốn kéo các ngươi vào theo. Trung nhạc ngẩng lên nhìn đạo giới trên cao, đạo giới chi môn vẫn mở, vẫn không ngừng có đạo quan chiếu xuống. Trung nhạc nhàn nhã nói, ta phải đích thân đi giải trừ luân hồi này của ta, Trung hoàng thần nghiến răng. Phụ thân yên tâm, con đợi 10 năm. Sau 10 năm nếu phụ thân không trở lại con sẽ đi giải trừ phong ấn tổ tinh. Chung nhạc cười, vẫy tay bảo hắn lui xuống, chung hoàng thần cuối người. Phụ thân, còn chuyện này nữa. Trong chiến loạn, Hoài Ngọc tha cho phong vô kỵ, phế tu vi của hắn. Thiên ý đại não cũng đã trừ bỏ, sau đó thả hắn đi. Những năm nay con truy tìm tung tích phong vô kỵ nhưng không tìm được hắn. Hắn ta, chung nhạc cựng người, trong lòng hiểu ra, cười. Phong vô kỵ tuy không cam tâm nhưng hắn đã khó thành đại sự, con không cần phải bận tâm tới hắn. Hắn tự có kết cục của hắn, Trung Hoàng thần yên tâm, lui xuống, sư đệ, ngươi thoái vị, từ bỏ vị trí thiên đế, vẫn quyết định vào đạo giới sao. Phong hiếu trung tiến lại đứng bên cạnh hắn, ngẩng lên nhìn đạo giới, nói. Ta tuy cảm thấy ngươi vào đạo giới chắc chắn sẽ chết nhưng lại cảm niệm ngươi đạo tâm của ngươi, cảm nhận được sự tự tin tất thắng của ngươi, cũng cảm niệm được dũng khí dũng lực dám tìm kiếm đại đạo, vì thế ta không ngăn cản ngươi, chung nhạc mỉm cười. Đạo tâm của ta không có sư huynh ổn định, sư huynh khuyên một chút chưa biết chừng ta lại hồi tâm chuyển ý, phong hiếu trung lắc đầu. Ta sẽ không khuyên đạo hữu từ bỏ cầu đạo chi tâm, chung nhạc cười ha ha, rót rượu cho hắn, dơ chén về hướng đạo giới rồi uống cạn, hào khí sung thiên. Sư huynh, chúng ta gặp lại trong đạo giới, phong hiếu trung cũng uống cạn, ném chén đi. Gặp lại trong đạo giới, thân ảnh hắn biến mất trong đạo giới chi môn, chung nhạc trầm mặt, thất khiếu chung nhạc tiến lại. Tới lúc rồi, tám chiếc hỗn độn chung sắp tan rồi, ta muốn từ biệt thê tử, chung nhạc bình tĩnh nói, thất khiếu chung nhạc gật đầu, chung nhạc đi gặp âm phiền huyên, gặp khâu cấm nhi, gặp kim hà hề, gặp quân tư tà, gặp hoa sảnh mân, gặp y uyển quân, gặp thạch âm cơ, cuối cùng hắn gặp tư mệnh nương nương những nữ tử hắn yêu và yêu hắn này, đời này có được một trong số họ đã là may mắn to bằng trời, nhưng hắn thì có hết, hắn muốn cứ có mãi nhưng còn đạo giới là trở ngại của hắn. Một lúc lâu sau, ta nên đi rồi, chung nhạc từ biệt họ, gặp Thất Khiếu Chung Nhạc. Ta không chắc chắn, Thất Khiếu Chung Nhạc gật đầu. Ta có cách có thể tránh được đạo quan đạo giới. Ta đã mở bát đại bí cảnh trong hỗn độn, diễn hóa vũ trụ. Ngươi theo ta có lẽ đạo quan đạo giới không tới đó được ta sẽ không theo ngươi tới đạo giới ta sẽ tới thế giới của ta chung nhạc cười đây chính là điểm khác giữa ta và ngươi cuộc luân hồi này để ta phá vỡ nó thất khiếu chung nhạc nhíu mày sau khi ngươi phá nó rồi liên hệ giữa chúng ta sẽ đứt chung nhạc đột nhiên nghiêm nghị nói ta muốn ngươi hứa với ta vài chuyện thất khiếu chung nhạc nghiêm túc nói cứ nói Ta biết ngươi tiếp dẫn rất nhiều linh hồn vào hỗn độn, những anh linh chiến tử trong trận đại chiến này quá nữa là ở chỗ ngươi. Ngươi định mở một vũ trụ khác trong hỗn độn, chỉ là người không có lịch luyện, không có kẻ địch thì sẽ tự diệt vong, chung nhạc từ tốn nói. Sinh linh trong hai vũ trụ, đều cần có kẻ địch thì mới giúp đạo Pháp thần thông tiếp tục tiến bộ, tiếp tục vượt qua cổ đại. Vì thế ta nghĩ, thất khiếu chung nhạc tiếp lời. Hai vũ trụ sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, chỉ cần có tiếp xúc thì sẽ có phân tranh họ sẽ không thiếu cơ hội rèn luyện chung nhạc cười càn đô còn sống không tướng vương còn sống không còn cả không động vân mộng họ còn sống chỗ ngươi không thất khiếu chung nhạc nói ngươi theo ta tới đó tự nhiên sẽ biết thôi ta không đi đâu chung nhạc tiến về đạo giới cười ha ha cả đời này ta đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn không biết hung hiểm trước nay chưa từng rút lui Rút lui thì ta còn là Phục Hy, còn là chiến thần không? Một việc nữa ta muốn yêu cầu ngươi chính là nếu trong 10 năm ta không trở về thì ngươi thay ta tới gặp chung hoàng thần. Nó không phân biệt được ta và ngươi, để lại cho nó chút hy vọng. Hắn vẫy tay rồi bước vào đạo giới chi môn, thất khiếu chung nhạc không hề rời ánh mắt. Đến khi thấy hắn vào trong đạo giới chi môn rồi mới thở vào, lặng lẽ thu tám chiếc hỗn độn chung lại. Tám chiếc hỗn độn chung đột nhiên vỡ tan, các đạo đạo quan chiếu về đạo giới thất khiếu chung nhạc khựng người một lúc lâu sau mới ra khỏi thiên đình tiến về hỗn độn thánh địa trong hỗn độn thánh địa hỗn độn lão tổ đã đợi từ lâu thấy hắn không kìm được cười ta biết ngươi sẽ tới tiễn ta đạo huynh ta nhất thời động phàm tâm vào nhầm hồng trần làm nhiễu đạo tâm của ta nay thời gian đã tiến về phía trước tương lai chắc chắn sẽ không đục nữa ta cũng nên rời khỏi thế gian này trở về hỗn độn rồi thất khiếu chung nhạc cười. Đạo hữu sau khi vào diên hành thần vương, chắc tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại, hỗn độn lão tổ cười. Chuyện tương lai ai dám nói chắc chắn. Nhưng ta cảm thấy ngươi vào đạo giới vô cùng nguy hiểm, chưa chắc đã thoát khỏi được luân hồi. Ngươi hoặc là chung nhạc sẽ còn có tiền thế, thất khiếu chung nhạc thượng người, bật cười. Ý ngươi là ta kia sẽ chết trong đạo giới, biến thành hỗn độn, lặp lại luân hồi này trong hỗn độn hải phía sau hỗn độn lão tổ các sinh vật hỗn độn hiện lên gọi hắn hỗn độn lão tổ từ bỏ một thân đạo hạnh bước vào trong hỗn độn tiến vọng ra còn phải xem thái hoàng có thoát ra được không nếu không thoát được ra thì ngươi chính là hắn thân hình hắn chìm vào trong hỗn độn biến thành một sinh vật hỗn độn cùng các sinh vật khác bơi đi thất khiếu chung nhạc sững người ngẩng lên nhìn đạo giới lẩm bẩm mười năm sau mười năm rất nhanh mười năm quá nhanh hắn tiến vào hỗn độn tới tám thế giới mà hắn mở ra trong hỗn độn một luân hồi thánh vương khác đang du ngoạn giữa các thế giới tìm mãi không thấy luân hồi thánh địa trong lòng đang chán nản thì đột nhiên thấy lá cờ thiên đạo bay phấp phới trong lòng kinh hãi thiên còn chưa chết sao hắn lặng lẽ tiến lại tới khi thấy phía dưới lá cờ thiên đạo thì lại giật mình thì ra là hắn hắn cũng mệnh tốt thật có thể sống tới bây giờ hắn đột nhiên lại thấy một vùng tinh hà bao la trong tinh hà có một vị thần ma vô cùng cường đại lại thêm một lần chấn kinh nơi luân hồi thánh vương đi qua càng nhiều thì càng thêm chấn kinh hắn nhìn thấy rất nhiều thần ma chiến tử trong phản loạn lúc này lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn sống tốt lạ thật nguy rồi ta biết rồi luân hồi thánh vương sắc mặt hoang mang kêu lên thất thanh khởi nguyên đạo huynh và tứ diện thần bọn họ chắc chắn nghĩ ta là phản đồ đi theo thái hoàng không đâu một tiếng nói vọng lại luân hồi thánh vương vội nhìn thì thấy thất khiếu chung nhạc tiến lại từ tốn nói họ đã chết hết rồi chết rồi luân hồi thánh vương sững người cả một người nữa cũng chết rồi thất khiếu chung nhạc thản nhiên nói hắn trước khi chết còn tưởng ngươi sẽ trở thành luân hồi thánh vương thật sự chúa tể của luân hồi sẽ hồi sinh hắn chỉ là hắn không ngờ ngươi đã không còn là luân hồi thánh vương của thế giới đó nữa rồi luân hồi thánh vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, rồi lại thêm nghi hoặc. Vũ trụ đó, đúng, vũ trụ đó, thất khiếu chung nhạc khẽ vẫy tay, chỉ thấy tầng tầng luân hồi hiện lên, nói. Ngươi là chúa tể luân hồi của vũ trụ này, luân hồi thánh vương hoàn toàn khó hiểu, lẩm bẩm. Nhưng vũ trụ này quá nhỏ, hơn nữa là bí cảnh của ngươi, vì thế mới cần ngươi tiếp tục khai thác, tổ tinh, đây là một cuộc thám hiểm vĩ đại là thành tựu chưa từng có trong lịch sử nhân loại trên thấu ảnh lập thể phía trên tòa nhà cao tầng giữa đô thị chính là hình ảnh được truyền về từ ngoài vũ trụ một người dẫn chương trình đang kích động nói nhanh với tông giọng cao vút đội phi thuyền của nhân loại lần đầu tiên tới gần hệ mặt trời ba tiếng nữa đoàn tàu vũ trụ sẽ tới minh vương tinh nói tới minh vương tinh còn có một câu chuyện thú vị nữa trước kia minh vương tinh được liệt vào danh sách một trong chín đại hành tinh sau đó bị loại tên trở thành tám đại hành tinh mau nhìn kìa minh vương tinh xuất hiện trong tầm nhìn của đội phi thuyền rồi quả tinh cầu nham thạch này giống như bay từ ngoài không trung tới vậy hoàn toàn khác biệt với những hành tinh khác máy thăm dò sự sống của phi thuyền phía trước truyền tới tín hiệu của sự sống người dẫn chương trình kia gần như nổ tung tiếng nói đã thu hút mọi người đi trên đường tất cả đều chú ý quan sát thấy gương mặt anh ta đỏ bừng lên trời ơi trời ơi trên minh vương tinh có tín hiệu của sự sống Tín hiệu của sự sống mạnh mẽ Ngay ở đấy tầng nham thạch đã truyền ra vô số tín hiệu sự sống. Lẽ nào là người ngoài hành tinh? Là người ngoài hành tinh sinh sống dưới lòng đất minh vương tinh sao? Đây là phát hiện mang tính cách mạng. Là thành tựu vĩ đại của văn minh khoa học. Trong biển người, một lão giả tiên phong đạo cốt thu ánh mắt về, tiếp tục tiến về nơi mình đi làm, lẩm bẩm. Ngôi sao mà tư mệnh nương nương chuyển tới. Đúng là lũ khốn, lại chạy tới đó rồi, hình như Thái Hoàng phong ấn một số trứng của công tộc ở đó. Họ sắp gặp họa rồi, hắn vào trong trường học, lên giảng đường, ho hắn. Vào lớp, nghiêm, chúng em chào thầy Thủy, chúng em chào thầy Thủy, vị thầy giáo họ Thủy đó từ tốn nói. Hôm nay là giờ học lịch sử, chúng ta sẽ kể một câu chuyện thần thoại thời cổ đại, câu chuyện về Thái Hoàng trong Tam Hoàng. Vốn dĩ trái đất không gọi là trái đất mà là tổ tinh. Khi đó không có Australia, cũng không có Địa Trung Hải, thậm chí rất nhiều núi non sông nước hiện nay cũng không có. Khi đó có một ngọn hùng sơn tên là Kiếm Môn Sơn, bạn này nói đúng, chính là ngọn Kiếm Môn Sơn hiện nay, nhưng khi đó Kiếm Môn Sơn quá cao, cao hơn gấp nhiều lần hiện nay. Tại nơi nào đó ở đông bắc Kiếm Môn Sơn, có một ngọn núi tên là Trung Sơn. Không phải Trung Sơn ở Nam Kinh, là Trung Sơn trong Nam Hải Kinh, chính là ngọn Trung Sơn mà Trác Long sinh sống. Dưới chân núi có bộ lạc con người, tự xưng chung sơn thị, trong đó có một vị thiếu niên tên là Trung Nhạc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.